chương 526, hàn khí cực âm một lông mày tiêu phàm hơi nhăn lại, nói. xinô tiên sinh, thế cục biến hóa, có lệnh sư ma cưu đại quốc sư tự mình chấn thủ, tôi muốn tiếp cận, xích viêm thảo, nhất định phải nhờ ông hỗ trợ. Ha ha, người cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? xinô cười ha hả, trong giọng nói mang theo ý châm chọc rõ ràng. Ông đương nhiên có thể không đồng ý, quyền chủ động này ở trong tay ông. Nhưng, Zino tiên sinh, tôi cũng có thể nói cho ông biết, nếu ông không đồng ý, tối nay ông không có thể sống sót rời khỏi Ngọc Dương Quan. Tiêu Phàm quả quyết nói, giọng điệu như đinh đóng cột, không chút trần chờ do dự nào. Zino sắc mặt xanh mét, hung quang trong mắt lóe ra, nhìn ra được, đại hàng đầu sư này đang rất phẫn nộ. Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Zino bị người uy hát yêu ta ép như vậy, không có nửa điểm quanh co lòng vòng. Tiêu Phàm giọng điệu khẳng định, thanh âm bình thản, dường như đang tường thuật một sự thật. tiêu phàm, người cho là thiết kế một cái bẫy như vậy, thì có thể đối phó được ta sao? xinô nổi giận đùng đùng nói, hai mắt trợn to. tiêu phàm nhìn y, rất bình tĩnh nói, xinô tiên sinh nếu không tin, cũng có thể thử một chút. có thủ pháp gì mời thi triển ra, xem xem chúng ta, ai là người thắng cuộc? xinô hai tay cầm pháp khí thật chặt, ánh mắt âm tình bất định, dường như đang suy nghĩ xem có nên thử sức hay không kỳ thật đã âm thầm thi triển pháp thuật, đem một cái linh trùng phóng ra. Linh trùng này là ma cư ban cho y đấy, trong lúc nguy cấp, linh trùng tự nổ, ma cư cho dù ở xa ngàn dặm cũng có thể nháy mắt thu được tin tức, nghĩ mọi biện pháp tới cứu viện y. Đi. Audio điện tử võ tấn bền Tuy nhiên lúc này đây, dường như có chút không ổn. Linh trùng đã phóng ra rồi, Zino liên tiếp im lặng niệm bí quyết hai lần, thúc giục linh trùng tự nổ, nhưng lại không có hiệu quả xinu sắc mặt lập tức thay đổi tiêu phàm chậm rãi nói xinu tiên sinh ông đang muốn gửi tin tức cho ma cưu đại quốc sư sao việc này chỉ sợ khó có thể làm được linh trùng của ông sớm đã bị phạm anh đổi mất rồi hơn nữa cho dù linh trùng trong tay ông tự nổ không chắc đại quốc sư cũng có thể cảm nhận được đâu nơi này là trọng địa của ngọc dương quan lực cấm chế mạnh nhất đối với hàng đầu sư các ông sẽ tạo ra sức áp chế nặng nhất Khổ Trúc Huyền chẳng những được bố trí kỳ chính cửu cung bát quái trận của Long Môn Phái, mà ngày hôm qua Tiêu Phàm còn bố trí thêm một trận pháp ngũ hành âm dương vô cực lớn. Trận pháp ngũ hành âm dương này là do Đại sư Bá Cô Hồng Trân Nhân sáng tạo ra, được ghi chép ở bên trong, vô cực thuật tàng, đối phó các loại quỷ vật tà mị cực kỳ linh nghiệm. Hàng đầu thuật của Zino ở trong này chịu áp chế lớn, 10 phần uy lực chỉ sợ còn phát huy không nổi 3-4 phần. Tiêu Phàm tự nhiên nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Lại là ngươi, Gino quay đầu lại, hung tợn nhìn thẳng Phạm Anh, răng nanh cắn chặt đến độ phát ra tiếng, hận không thể nuốt vào bụng. Sư phụ, rất xin lỗi, con cũng không còn cách nào khác. Phạm Anh không kìm nổi lại lui về sau hai bước, hoảng sợ nói, xua tay. Khốn cây ếch yêu ta ép. Gino gầm lên giận dữ, cả người đứng thẳng, pháp khí trong tay dơ cao, mấy phi trùng mập mạp từ trong tay áo y bay nhanh ra, phù phù phù, một trận tiếng vang, hóa thành một mảnh xương máu ở giữa không trung phủ xuống đầu phạm anh đối với tên phản bội sư môn này gino khẳng định đã hận thấu xương hơn nữa căn cứ tình thế trước mắt mà phân tích chỗ phạm anh đang đứng là nơi yếu kém nhất ngoại trừ phạm anh ra không có người nào khác gino nghĩ rằng những người ở ngọc dương quan cũng không có thiện cảm với phạm anh thậm chí cũng rất ghét tên phản đồ này tuyệt đối sẽ không liên thủ với phạm anh càng không chủ động trợ giúp gã chỉ cần có thể một kích ta ết chết Phạm Anh, có lẽ y còn có cơ hội phá vòng vây chạy thoát. Huyết Vũ Hàng Phạm Anh không khỏi sợ tới mức hồn bay phách lạc, ở bên trong tiếng kinh hô, thân mình vội vàng thối lui. Hai tay giơ cao, vài đạo pháp quyết đồng loạt đánh ra, hình thành một lá chắn phòng hộ. Gã là đệ tử thân truyền của Zino, đương nhiên biết, huyết phú hàng, này là tuyệt chiêu Zino ẩn giấu, dưới tình huống không khẩn cấp sẽ không dễ dàng thi triển ra huyết hàng, mà gã tu luyện kém xa với, huyết vũ hàng. Xem ra Zino quyết định, một kích lấy tính mệnh của gã, để xả hận trong lòng. Tiêu tiên sinh, cứu mạng. Mắt thấy, huyết vũ hàng của Zino hoàn toàn có thể phá tan phòng ngự của mình, mùi máu tanh đập vào mặt, phạm anh dưới tình thế cấp bách, cuống cuồng kêu lên. Gã cũng biết, người khác chắc chắn sẽ không cứu gã đâu. Những người ở Ngọc Dương Quan không có một chút thiện cảm đối với gã, còn muốn gã sớm bị mất mạng một chút hơn nữa nguyên thành tử không ở trong này những đạo sĩ khác của ngọc dương quan cũng vô lực cứu tính mạng của gã người duy nhất gã trông cậy vào chính là tiêu phàm phạm anh nhìn ra được tiêu phàm là loại người hậu nhân có phong thái hiệp nghĩa đi chết đi xinô hung hăng kêu to a mắt thấy huyết phú hàng chuẩn bị ập xuống đầu sẽ đem chính mình bao phủ trong đó phạm anh tuyệt vọng kêu lên thảm thiết làm đệ tử thân truyền của Zino, gã đương nhiên biết, sau khi chúng, huyết phú hàng, sẽ thành kết cục gì. Con của tô nam chúng, huyết phú hàng, một tiếng 45 phút sau liền tự nổ mà chết, hóa thành mưa máu. Liền vào lúc này, Phạm Anh chỉ cảm thấy phần gáy cứng lên, lập tức cả người đều bay lên. Phạm Anh hoảng sợ muốn chết, người gã đang giữa không chung, hai tay múa may, gọi bậy. Lập tức, một tiếng, oanh, vang lên thật lớn, Phạm Anh vai chấm đất, toàn thân rơi xuống, không chỗ nào là không đau. Cuối cùng gã đã tránh được, huyết phú hàng, tuy bị mất mặt ngay trước mặt mọi người, nhưng dù sao nhặt về được một cái mạng là may mắn rồi. Phạm Anh vừa mới ngã sắp xuống, một trận mưa máu từ trên trời giáng xuống, giống như mưa rào, bùm bùm, rơi lên trên cỏ, lập tức mùi máu tanh nổi lên bốn phía, hoa cỏ cây cối bị dính mưa máu, lập tức héo rũ mà chết. Chất độc của huyết phú hàng, lợi hại như vậy đấy trong lúc này gino cũng không rảnh để quan tâm đến sự sống chết của phạm anh mắt thấy tiêu Phạm bỗng nhiên nhúng tay vào việc của mình y không nói hai lời hai tay lại dương cao mấy con phi trùng bắn nhanh ra lập tức hóa thành một đoàn xương máu quay đầu xuống huyết phú hàng này là tuyệt kỹ mạnh nhất của gino có thể luyện chế trùng thành xương máu thật không dễ không phải tình huống khẩn cấp gino sẽ không dễ dàng vận dụng tới nhưng bây giờ y không do dự chút nào liên tiếp thi triển hai lần tận mắt chứng kiến thân thủ tiêu phàm vừa rồi cứu mạng Phạm Anh. Vô thanh vô tức như quỷ, khiến Zino cũng không thể trông cậy, huyết phú hàng, có thể làm bị thương tiêu phàm, chỉ cần có thể mở ra một con đường sống cho y, y đã cảm ơn trời đất rồi. Tên Phạm Anh đáng chết, không ngờ lại đem linh trùng của sư phụ trộm đổi, hiện tại Zino chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tiêu chân nhân, ngàn vạn lần không thể để cho ông ta chạy trốn. Phạm Anh giấy ruộng bò lên, mắt thấy Zino đang nổi điên dường như đang muốn thoát chạy phạm anh không khỏi khẩn trương kêu lên xinô chỉ cần ra khỏi vây phạm anh tất phải lập tức chạy trốn một khi ma cưu đại quốc sư tự mình đuổi tới ai có thể ngăn cản được đây tiêu phàm dù lợi hại đến mấy nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng cho hắn làm sao còn có thể bận tâm đến việc phạm anh sống hay chết nhiều năm tâm huyết khổ tâm kinh doanh trong chốc lát đã bị hủy hoại rồi tiêu phàm hừ một tiếng lạnh Tiểu đỉnh đỏ hiện ra, từng trận âm phong vùn vụt. Một màn xương đen từ trong đỉnh trào ra, lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy màu đen xoay tròn. Một cỗ kỳ hàn lạnh thấu xương, nháy mắt khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, hoa cỏ cây cối đều phủ một tầng xương trắng. Hai gã đạo sĩ Ngọc Dương quan lui về sau hơi chậm, bị màn xương đen lan tỏa đến, lập tức lông mày đều trắng, dường như có cảm giác bỗng nhiên bị ném vào trong hầm băng. Lốc xoáy màu đen khé quét qua. Huyết Phú vừa gặp phải màn xương đen, liền lập tức hóa thành băng, sau đó bị lốc xoáy hút vào, cũng không thấy bóng dáng nữa. Đây, đây là Thánh Tuyền. Zino trợn mắt, há to miệng, gắt gao nhìn thẳng đám xương mù màu đen kia đang biến thành lốc xoáy. Sau một lúc bỗng thẫn thờ, cố kỳ hàn lạnh thấu xương này, Zino rất quen thuộc, chính là âm khí Thánh Tuyền phát ra. Chỉ có điều Zino không ngờ ở chỗ này lại nhìn thấy loại âm khí vô cùng lạnh này hơn nữa lại do tiêu phàm thi triển ra. Điên hết rồi. Hơn nữa lốc xoáy màu đen này khiến dino cảm thấy nó còn mạnh hơn nhiều so với thánh tuyền tựa hồ được chiết xuất ra đấy. Thông thường, âm khí ở thánh tuyền sẽ không chủ động hướng kẻ thù phát động công kích, cho dù là công kích, cũng không bao trùm toàn bộ, nó không có mục tiêu, càng không phân biệt chính hay phụ. chương 527, Hàn khí cực âm 2 Gino biết rằng tiêu phàm đã tiếp xúc qua, thánh tuyền, nhưng tiếp xúc và khống chế là hai việc hoàn toàn khác nhau. Huống chi, hắn ta tại sao có thể mang âm khí, thánh tuyền, theo bên mình được chứ? Cho dù sư phụ của y là ma cưu đại quốc sư, cũng không có loại năng lực này. Trừ phi ma cưu đem 12 âm quỷ rời khỏi thạch trận, thánh tuyền, mượn dùng thân thể cực âm của 12 âm quỷ, thì mới có thể đem âm khí lạnh vô cùng này hóa thành vũ khí, dùng để công kích kẻ thù, Tuy nhiên nếu như vậy, thì nguy hiểm quá lớn. Dựa vào khả năng của Ma Cưu Đại Quốc Sư, cũng không dám để 12 âm quỷ đồng thời nhập vào thân mình. Một khi có sơ sẩy, khống chế không nổi, sẽ gây thành đại họa trời sập. Một khi âm quỷ bắt đầu cắn trả, thì không thể nghịch chuyển. Ma Cưu Đại Quốc Sư cũng là bất lực. Tiêu phàm này, tại sao có thể nghịch thiên như thế chứ? Có lẽ, nguyên nhân ở cái tiểu đỉnh đang không ngừng xoay tròn trước mặt hắn. Cái này là bảo vật gì vậy? Tuy nhiên nghi vấn này, tạm thời Gino chưa tìm được lời giải đáp. Mắt thấy lốc xoáy màu đen đang tới gần, Gino đã phục hồi lại tinh thần, hai chân chĩa xuống đất, phát lực né tránh. Tiêu Phàm lại, hừ, lạnh một tiếng, hữu trưởng giơ lên, một trưởng nhẹ tênh bay về phía trước. Gino chỉ cảm thấy một cỗ sức lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thân thể vốn nhẹ nhàng, lập tức trở nên vô cùng nặng nề dường như trên hai vai bị một vật nặng nào đó đè xuống, hai chân tựa như trì, không phát ra nửa điểm khí lực. sino cả kinh, thật không thể khinh người. Dưới tình thế cấp bách, một tiếng hét to, khí quán trong đan điền bỗng nhiên dựng lên, đem sức nặng đang đè trên người mình lật xuống. Chỉ tiếc là đã muộn rồi. Tiêu phàm đã không cho y một chút thời gian. Cứ như vậy, hàn khí cực âm biến thành lốc xoáy màu đen, đã tới gần y. sino cả người chấn động, chỉ cảm thấy kỳ hàn lạnh thấu xương đang đâm rách ra thịt của mình, theo bốn phương tám hướng chui vào bên trong huyết mạch nội tạng của mình, tốc hành ở chỗ sâu trong xương tủy, nháy mắt liền đông lạnh thành một cây nước đá. Không cần nói đến việc điều động kinh lực quanh thân, ngay cả một đầu ngón tay nhỏ cũng nâng không nổi. Trong khoảng khắc, Zino cho rằng mình đã biến thành một khối băng. Loại kỳ hàn lạnh thấu xương này, thời gian kéo dài cũng không quá dài, cảm giác vừa mới đem toàn thân mình đông cứng, lập tức đã rời đi, nháy mắt vào thân thể đã khôi phục được cảm giác ban đầu. Tuy nhiên, chỉ là khôi phục cảm giác, nhưng lại khó có thể nhúc nhích. Năm ngón tay tiêu phàm thay đổi liên tục, những âm thanh, suy suy, không ngừng bên tai, từng đạo, hạo nhiên chính khí, bắn nhanh ra, trong khoảnh khắc liền đóng kín đại huyệt toàn thân Zino. Đại hàng đầu sư Zino lúc này đã không thể cử động được nữa rồi. Vừa khống chế được Zino, đỉnh miệng, càn khôn đỉnh, tỏa sáng, màn xương đen biến thành lốc xoáy bắt đầu được thu nhỏ lại, rất nhanh đã bị bảo đỉnh thu trở về, vẻ kỳ hàn thấu xương này dường như biến mất không thấy gì nữa. Xương trắng ngưng kết trên hoa cỏ cây cối cũng dần dần tiêu tan. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Hiển nhiên tiêu phàm đi từng bước một đến gần y, Gino rốt cục không kiên trì nổi, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, ánh mắt nhìn tiêu phàm đã tràn đầy sợ hãi. Lúc này toàn thân y đều bất động, chỉ trừ cái miệng là còn có thể nói được, những chỗ khác tựa hồ đã mất hết chi giác. Nếu không phải còn có thể nhìn thấy thân thể tay chân của mình, Zino thậm chí hoài nghi, y chỉ còn lại một cái đầu mà thôi. Zino tiên sinh, thật xin lỗi, đã khiến ông phải chịu khổ rồi." Tiêu Phàm chậm rãi nói, một ngón tay đưa ra. Zino vừa muốn mở miệng, lại há to miệng, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được, trong mắt lập tức toát ra vẻ kinh hãi muốn chết. Loại thuật pháp thần kỳ này, y chưa bao giờ nhìn thấy chưa bao giờ nghe thấy đấy, trong hàng đầu thuật chưa bao giờ có loại thủ đoạn giống thế. Chính là vì không biết, cho nên y đặc biệt rất sợ hãi. Tiêu phàm không hề để ý tới, quay đầu nhìn Liệt Dương tử nói. Liệt Dương đạo trưởng, trước hết chúng ta nên mời Di Tiên Sinh đi vào trong mật thất nghỉ ngơi. Di Tiên Sinh là đại hàng đầu sư, phải tiếp đãi cẩn thận một chút. Cho dù tiêu phàm rất tin tưởng chế huyệt thuật của mình, nhưng thủ đoạn của hàng đầu sư cũng thiên kỳ vạn biến để các đạo sĩ của Ngọc Dương Quan cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không sai. Vâng, chúng tôi xin nghe theo sự chỉ bảo của Tiêu chân nhân. Liệt Dương Tử và một đám người Ngọc Dương Quan tận mắt nhìn thấy hàng đầu sư danh Trấn thành Lạc Già này đã bị Tiêu Phàm khống chế, không còn sức kháng cự, bó tay chịu trói, sớm đã phục Tiêu Phàm sát đất, giật nảy mình, lập tức khom người, vô cùng kính cẩn mà đáp. Xino cả người cứng ngắc, bị bốn gã đạo sĩ cầm chặt tứ chi, được khiêng đi như khúc gỗ đại hàng đầu sư vừa thẹn vừa giận vô cùng buồn bực thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu phạm anh đi đem sai cát và các hàng đầu sư khác vào đây thấy di bị bốn gã đạo sĩ khiêng đi tiêu phàm liền gọi thẳng tên phạm anh một chút cũng không khách khí vâng tiêu tiên sinh phạm anh ngược lại âm thầm thở vào một cái cung kính đồng ý tiêu phàm càng không khách khí với gã lại càng chứng tỏ giữa hai bên đã thân thiết nếu từ đầu đến cuối đều là phạm tiên sinh, phạm tiên sinh, thì cuối cùng lúc trở mặt lại càng không có chút nương tay với gã. Phạm Anh chính là đối phó người khác như vậy. Lại gần nửa canh giờ đi qua, khổ trúc huyền, ồn ào náo động rốt cục đã yên tĩnh trở lại, ánh trăng trong như nước, chỉ lại nghe không thấy tiếng côn trùng kêu vang nữa rồi, một cỗ mùi máu tanh thản nhiên vẫn tràn ngập trong sân. Đại hàng đầu sư sai cát và mấy tên môn nhân đệ tử đang hôn mê bất tỉnh, bị các đạo sĩ ở Ngọc Dương Quan mang tới tầng hầm ngầm, dùng dây thường chói chặt tay chân, nhốt lại. So với Zino, trình độ hàng đầu thuật của Sai Cát còn kém xa. Tiêu Phàm không cần dùng hàn khí cực âm, thánh thuyền để đối phó Y. Loại hàn khí cực âm này không thể bổ sung, dùng một lần thiếu một lần. Dùng để đối phó Zino, thứ nhất là vì thanh danh bên ngoài, Zino là kẻ khó giải quyết. Thứ hai, Tiêu Phàm cũng là muốn nhìn thử hàn khí cực âm này dùng để đối địch hiệu quả rốt cuộc sẽ như thế nào. Sự thật chứng minh, nó đúng là một thứ vũ khí lợi hại. Sai cát vẫn chưa đủ tư cách hưởng thụ. Chưa tới một canh giờ, nhóm hàng đầu sư, bất cổ phái, không chết nhưng bị tổn thương, toàn quân bị diệt. Tại Khổ Trúc Huyền, Ngọc Dương Quan. Trong mật thất dưới lòng đất, ngọn đèn mờ tối. Nguyên Thành tử nghiêng người trên ghế, sắc mặt xám xịt, hơi thở rất yếu. Tuy nhiên vừa nhìn thấy Tiêu Phàm bước vào, Nguyên Thành Tử vẫn cố gắng ngồi dậy, hạ thấp người làm lễ với tiêu phàm. Tiêu chân nhân, tuy nói là bế quan trị thương, nhưng thực ra trong tình hình này, Ngọc Dương quan bị vây bên trong, tình hình đang rất nguy cấp, Nguyên Thành Tử sao có thể bình ổn tinh thần mà tính dưỡng được. Nếu hôm qua không phải tiêu phàm kịp thời đến Ngọc Dương quan cho ông ta ăn đan dược mà vô cực môn đặc chế, thì tình hình hiện tại của Nguyên Thành sẽ càng gay gâu hơn. Tiêu phàm vội vàng khoát tay áo, nhẹ giọng nói ra. Nguyên Thành chân nhân không cần đa lễ. Vừa cẩn thận đánh giá khí sắc Nguyên Tử Thành, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại, Nguyên Thành chân nhân, ngài tính dưỡng nhiều hơn chút đi. Bộ dạng này của Nguyên Thành tử, không cần nói đến điều dưỡng mà ngay cả giấc ngủ cũng thiếu thốn. Nguyên Thành tử cười khổ một tiếng, nói, tôi ngủ không ngon, mấy chục năm tu luyện, nước đến chân rồi mà vẫn là đức hạnh như vậy. Thật hổ thẹn với tổ sư, đạo gia rất coi trọng thanh tính vô vi hai ngày này Nguyên Thành Tử lo âu bất an, đương nhiên là làm trái với lời dạy bảo của tổ sư rồi. Tiêu Phàm cười cười, lập tức nghiêm nghị nói. Nguyên Thành chân Nhân, Zino và đệ tử của ông ta sai cát cũng bị bắt rồi. Tôi kiến nghị Nguyên Thành chân Nhân và Ngọc Dương Quan trước mắt nên tránh đi một chút. Sắc mặt Nguyên Thành Tử hơi đổi, nói. Tiêu chân Nhân còn quay lại trang viên ma cưu sao. Zino và sai cát bị Tiêu Phàm bắt được, Dĩ nhiên là có người đã báo cáo cho Nguyên Thành Tử đang trong mật thất tĩnh dưỡng. Nguyên Thành Tử vừa vui vừa âm thầm cảm thán, Vô Cực môn không hổ là lãnh tụ thuật pháp, Tiêu Phàm không hổ là trưởng giáo đương đại. Xi nô thân là đệ tử đích truyền của Ma Cưu đại quốc sư cũng không thể kháng cự lại được. Nhưng sau khi đại thắng, Tiêu Phàm lại đề nghị Nguyên Thành Tử và Ngọc Dương Quan trước mắt nên tránh mặt đi. Chính là vì Tiêu Phàm nhận thấy việc này chưa thể kết thúc được. Ừ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu không có nhiều lời. Tân lâm chờ, xích viêm thảo, để cứu mạng, chưa lấy được, xích viêm thảo, tiêu phàm tuyệt đối sẽ không trở về. chương 528, bí mật của cơ khinh xa. Nhưng đối mặt với ma cưu đại quốc sư, tiêu phàm cũng không nắm chắc phần thắng. Quay trở lại trang viên ma cưu, nếu thành công thì mọi việc coi như là đại cát. Một khi thất bại, ma cưu đại quốc sư sẽ tiếp tục dẫn lây sang Ngọc Dương Quan, đến lúc đó thì không còn ai có thể che chở cho bọn họ nữa. Nguyên Thành Tử cũng trầm mặc, ông ta biết tính cách lọ ai người như tiêu phàm, nhìn thì nhã nhặn, nhưng một khi đã quyết định việc gì thì khó mà thay đổi được. Tiêu chân nhân, thật xin lỗi, tôi không giúp ngài được gì rồi. Một lát sau, Nguyên Thành Tử thều thảo nói. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói. Nguyên Thành chân nhân hà tất phải tự trách mình, thực ra tô nam giáo chủ và Ngọc Dương Quan đã giúp tôi rất nhiều. Nguyên Thành Tử liền cười. Dù là Nguyên Thành Tử, Ngọc Dương Quan hay Tô Nam, nạp cát phái, đối đầu với Ma Cư cơ bản cũng là vì bản thân mình, chứ không hề có ý giúp đỡ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể nói như vậy, chứng tỏ là một người rất trí tuệ. Tiêu chân nhân, nếu như đã bắt được Zino thì người này hẳn là vẫn có chút tác dụng. Nguyên thành tử nhắc nhở, Zino không chỉ là đệ tử đích truyền của Ma Cư và quan trọng hơn là người chịu trách nhiệm những sự việc thường ngày của Bất Cổ phái. Ông ta là đại quản gia của Ma Cư và Bất Cổ phái. Mà cưu chấn thủ trang viên, không dám tự ý rời khỏi, có rất nhiều việc phải dựa vào Gino. Xem chừng tiêu phàm không có ý định hạ sát Gino mà chỉ bắt giữ, hẳn là hắn cũng đã có dự định cho sau này. Ước chừng thời gian uống một chén trà, tiêu phàm rời khỏi mật thất trong lòng đất. Nguyên thành tử lập tức lấy lại tinh thần, cũng rời khỏi mật thất, đi vào một phòng yên tĩnh ở, khổ trúc huyền, khẩn cấp triệu kiến các đệ tử. Dưới sự sắp xếp của Nguyên thành tử, Ngọc Dương Quan bắt đầu tiến hành, triệt thó ai. Tuy nhiên chỉ có khoảng 10 tên đệ tử trẻ tuổi rời khỏi Ngọc Dương Quan, phần lớn đạo sĩ đều không đi. Phạm Anh vô cùng hiểu rõ, mà cư truyền lệnh cho Zino là iota S chết lực lượng Ngọc Dương Quan, không phải là iota S tận gốc. Giota S quá nhiều người nhất định sẽ chấn động khu này. Thời điểm quan trọng khi tu luyện, thiên quỷ hàng, mà cư cũng không muốn quá huyên náo để tránh phức tạp. Nguyên thành tử cũng không muốn huyên náo quá, dù sao thì Ngọc Dương Quan cũng được truyền thừa mấy trăm năm nay, là hương khói thánh địa, có rất nhiều tín đồ. Nếu để các tín đồ biết được, các đạo sĩ đang chạy trốn để thoát mạng, thì chắc chắn sẽ là sự đả kích lớn đối với Ngọc Dương Quan. Nguyên Thành Tử không muốn chi mạch của phái Long Môn bị hủy hoại trong tay mình. Ngộ nhỡ xảy ra tình huống xấu nhất thì 10 vị đệ tử tu vi sâu nhất, thiên phú nhất ở bên ngoài ai có thể tránh được một kiếp, cũng có thể tiếp tục kế thừa, di chuyển hương khói long môn phái về phần nguyên thành tử, thì ông ta căn bản không có ý định rời đi. Ở cái tuổi này rồi, nguyên thành tử cũng không muốn mang tiếng xấu là lâm trận bỏ chạy. Hơn nữa, chỉ cần nguyên thành tử còn, ông ta vẫn còn có thể gánh vác được nhiều việc. Ngoại trừ nguyên thành tử, mấy vị đệ tử bị trọng thương cũng ở lại. Nơi Di Nô bị giam giữ, cũng là mật thất dưới lòng đất ở, khổ trúc huyền, chẳng qua là không cùng một khu với căn phòng mà Nguyên Thành Tử đang tính dưỡng. Mật thất mà, Khổ trúc huyền, xây dựng chính là nơi bí mật nhất của Ngọc Dương Quan. Lúc tiêu phàm và cơ khinh xa vào cửa, Gino vẫn nằm thẳng trên tấm phản cứng. Tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy. Phương pháp điểm huyệt của vô cực môn và hàng đầu thuật hò ẩn to ẩn khác nhau. Dù bản lĩnh của Gino lớn hơn nữa, thì cũng không thể nào xoay sở được ma thuật thần kỳ này. Thấy tiêu phàm tiến vào, trong mắt Gino hiện lên một chút sợ hãi, cùng với sự xấu hổ. Tiêu phàm khẽ mỉm cười. Khẽ búng móng tay, trong tiếng, suy suy, Gino chỉ cảm thấy thân mình cước nhắc dần dần có thêm vài phần sức sống. Đừng phí công thuyết phục tôi nữa. Suốt cuộc Gino cũng nguyễn cứng ngồi thẳng người, lập tức không chút do dự nói, ngược đập như chống vậy. Tiêu tiên sinh, ngài đừng tưởng rằng đi qua trang viên liền có thể cho rằng việc này dễ dàng. Đó là bởi vì sư phụ ta không ở đây. Nếu ngài ở đây, thì mọi chuyện chắc chắn không phải là thế này. Tiêu Phàm chậm rãi ngồi đối diện Zino, thản nhiên nói: "Zino tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi không muốn thuyết phục ngài, mà tôi muốn đàm phán với ngài." Zino liền cười, lạnh lùng hỏi: "Hai việc này có gì khác nhau sao?" "Tất nhiên rồi, tôi thuyết phục ngài, nghe hay không là quyền của ngài, còn đàm phán thì quyền chủ động là ở tôi. Nếu ngài đồng ý hợp tác, như vậy ngài có thể đưa ra điều kiện. Nếu ngài không đồng ý hợp tác, thì xử trí ngài thể nào là do tôi quyết định. nô tiên sinh, hy vọng ngài có thể hiểu được tình cảnh của ngài, ngài đang là tù binh. Tiêu phàm nói không vội vàng không hấp tấp, giọng điệu có chút lạnh. Đối với vị hàng đầu sư này, trên cơ bản tiêu phàm không có hảo cảm gì. Luật rừng của hàng đầu sư tiêu phàm khó mà hiểu được. Tuy nhiên nếu giao tiếp với hàng đầu sư, cũng không tránh khỏi việc tiêu phàm dùng quy luật này để đàm phán. Tơ khinh xa ở một bên nhẹ giọng nói ra, xinô tiên sinh ngài không muốn hợp tác với chúng tôi như vậy thì đối với chúng tôi ngài không có chút giá trị nào cả vậy ngài nói cho chúng tôi biết chúng tôi dựa vào lý do gì để giữ lại mạng sống cho kẻ địch đây giọng điệu mềm nhẹ nhưng lời nói ra lại lạnh như băng lập tức lạnh đến tận xương cốt xinô quay đầu thật mạnh lại ánh mắt chuyển rời đến cơ khinh xa lập tức bị ánh sáng làm cho mở mắt lúc ở trong trang viên khổ trúc huyền, ánh trắng nhẹ phảng phất ánh sáng đằng sau lưng Gino lòng tràn đầy hoảng sợ chỉ muốn chạy chối chết hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo cơ khinh xa bây giờ rốt cục cũng có thể thấy rõ rồi y không nghĩ đến thế gian lại có người xinh đẹp như vậy ban đầu Dino cảm thấy mấy cô gái người hoa hầu hạ mình đã giống như tiên nữ rồi ai ngờ so với cơ khinh xa thì họ chỉ là những cô gái nông thôn còn về những cô gái thuộc chủng tộc lạc già quả thực không khác gì than đen như vậy mà cũng có thể được gọi là phụ nữ sao Tuy nhiên mình không thể mơ tưởng gì đến người đẹp trước mặt này. Ngay cả tính mạng của bản thân bây giờ cũng đang nằm trong tay người khác. Thế còn Phạm Anh là thế nào? Zino nhẫn nhịn một hồi, đột nhiên hỏi. Việc tối nay, Zino cảm thấy, vấn đề lớn nhất là ở Phạm Anh. Nếu không dù tiêu phàm mạnh thế nào, cho dù mình không đánh lại được thì vẫn có cơ hội cầu cứu sư phụ. Cơ khinh xa liền cười, hàm răng trắng sáng như chân trâu, dưới ánh đèn lại càng sáng bóng mê người nô tiên sinh so với ngài thì phạm anh thông minh hơn hoa hạ chúng tôi có một câu ngạn ngữ kẻ hiểu rõ thời thế mới là trang tuấn kiệt sau khi chúng tôi bắt được anh ta anh ta lập tức đã có lựa chọn chính xác vì thế bây giờ anh ta vẫn còn sống còn có thể hưởng thụ của cải và quyền thế xinô tiên sinh nếu ngài cũng học tập phạm anh như vậy thì những thứ mà ngài được hưởng thụ trước đây thì sau này ngài vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ nếu không tôi có thể nói cho ngài biết ngày mai ngài khó có thể còn nhìn thấy mặt trời. Giọng nói của cơ khinh xa, cực kỳ có sức hấp dẫn. Trong lòng Gino khẽ động, ánh mắt trở nên có chút mê loạn. Dễ nhận thấy, lời của cơ khinh xa khơi gợi lại hồi ức tốt đẹp của y về cuộc sống hạnh phúc ngày trước. Cơ khinh xa nói quả không sai, quyền thế và tiền bạc, quả thật có thể khiến người ta thỏa mãn. Mấy năm nay Gino đã quen với kiểu sống này, thậm chí càng ngày không muốn rời xa cuộc sống xa hoa đó. Trước kia nếu có người muốn phá hỏng cuộc sống hưởng thụ đó, chắc chắn Gino sẽ không khách khí mà coi kẻ đó như kẻ thù, lập tức gỡ yêu ta ít chết. Cụ thể thì các vị muốn tôi làm gì? Nói cho các vị biết, tôi sẽ không đối địch với đại quốc sư đâu. Cuối cùng thì Gino cũng tỉnh lại từ hồi ức, y cắn răng, hung hăng hỏi. Tiêu phàm và cơ khinh xa liếc nhau, nở nụ cười thản nhiên. Gino tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng tôi không cần ngài ra tay đối phó với đại quốc sư. Cơ khinh xa khẽ cười nói. Tôi chỉ muốn nói cho ngài một bí mật, tôi cũng sinh ra vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm đấy. Không phải là ma cưu đại quốc sư cần cô gái như vậy sao? Khinh xa. Không đợi Nô mở miệng, tiêu phàm quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bỗng nhiên quét tới, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Cô có ý gì? Cơ khinh xa tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói ra. Tôi đồng ý với phạm nhạc, muốn đổi lấy phạm linh. Hiện tại Phạm Linh ở trong Phạm Phủ, nhưng thực ra không bị ngược đãi gì cả, nhưng cô trở thành cô gái thuần âm mà ma cưu chỉ định cần. Zino đã từng gặp qua Phạm Linh, muốn thả Phạm Linh ra thì nhất định phải tìm được người thay thế. Bằng không, ma cưu đại quốc sư nhất định sẽ truy cứu việc này. Đây không phải là lý do. Tiêu Phạm quả quyết nói, hai hàng lông mày nhíu chặt. chương 529, đồng ý hợp tác. Tuy rằng thuần âm nữ tướng hiếm thấy, thanh lạc ra rộng lớn như vậy, hẳn là vẫn có thể tìm được. Cho dù không thể tìm thấy đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt cơ khinh xa lấy mình để thay thế cho cô ấy. Hơn nữa, chắc chắn Phạm Nhạc cũng không đồng ý. Cơ khinh xa khẽ cười một tiếng, vô cùng quyến rũ, thản nhiên nói. Được rồi, tôi thừa nhận tôi chỉ nói bừa thôi. Tôi muốn tiếp xúc với ma cưu đại quốc sư để xem rốt cuộc ông ta lợi hại như thế nào. Tiêu Phạm lắc đầu liên tục, nói. Không đến mức này, tôi tuyệt không đồng ý không thể nghi ngờ cơ khinh sa muốn bắt cọp phải vào tận hang cọp phải nói đây là sách lược rất cao minh nhưng mà thật sự quá mạo hiểm một khi bị ma cưu đại quốc sư phát hiện ra cơ khinh sa lại bị giam trong trang viên thì chắc chắn sẽ không có con đường sống cơ khinh sa nhẹ giọng nói ra tôi cẩn thận suy xét qua rồi đây là biện pháp tốt nhất khả năng thành công lớn nhất ai cũng không ngờ sẽ xuất hiện biến cố như vậy cái cơ khinh sa gọi là biến cố chính là tô nam và nguyên thành tử cùng bị trọng thương ban đầu là ba bên cùng liên kết đối phó với trang viên ma cư tuy nhiên lúc đó tô nam bỗng nhiên trọng thương rồi bỏ chạy tinh nhuệ ngọc dương quan lại gần như bị tiêu diệt vì thế hiện tại biến thành một mình tiêu phàm đối mặt với ma cư và bất cổ phái thiên thời địa lợi nhân hòa ma cư đại quốc sư đều chiếm toàn bộ rồi thế cục trở nên khó lường như thế cơ khinh sa không thể không đi đường tắt Tiểu thư, cô muốn vào trang viên sao? Tiếng hán của Gino không được tốt, không uyên bác như sư phụ ma cưu đại quốc sư của y. Thoáng nghe qua cuộc đối thoại giữa cơ khinh xa và tiêu phàm, cân nhắc một chút mới miễn cưỡng hiểu được ý của cơ khinh xa, không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt. Người Hoa ở thành lạc già không ai là không nói trang viên ma cưu biến sắc, thậm chí có nhiều thổ dân, ngày bình thường cũng tuyệt đối không dám đến gần trang viên ma cưu. Không ngờ vị đại mỹ nữ này lại chủ động đề xuất ý kiến như vậy thật không thể tin nổi. Đúng, nô tiên sinh, đối với ngài mà nói thì yêu cầu này không tính là quá đáng chứ. Tiểu thư, đưa cô vào trang viên tất nhiên không thành vấn đề. Cô nói cô là thuần âm nữ tướng. Đúng, tôi sinh ra vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Cơ khinh xa khẳng định nói thêm một câu. Hơn nữa, rất thuần khiết. Tiêu phàm không khỏi lại nhìn sang. Khuôn mặt xinh đẹp cơ khinh xa hơi đỏ lên, lườm hắn một cái thầm nói nhìn tôi làm gì không tin sao tiêu phàm vội vàng lại nghiêng đầu đi khóe miệng mỉm cười lắc lắc đầu ngay chính hắn cũng không biết động tác này có ý nghĩa gì dường như mọi người đều quen với thân phận cô gái mạnh mẽ của cơ khinh xa dù cô có xinh đẹp quyến rũ thế nào thì rất ít người coi cô như những cô gái bình thường khác vấn đề trinh nữ hay không phải là trinh nữ dường như không liên quan cơ khinh xa những thứ có liên quan đến cơ khinh xa đấy, dường như vĩnh viễn đều là tiền bạc, quyền thế. Ai là người sẽ đi quan tâm việc cơ khinh xa đã từng thân thiết với đàn ông hay chưa? Zino không có suy nghĩ như vậy, nhíu mày nói. Tiểu thư, cô nên biết rõ một điều, đại quốc sư kêu tôi triệu tập thuần dương nam, thuần âm nữ là để tu luyện, thiên quỷ hàng, rất nguy hiểm đấy. Cho tới bây, Zino cũng không mở miệng thừa nhận y phản bội ma cưu, hợp tác với tiêu phàm nhưng cách xưng hô của y với ma cưu thay đổi, đồng thời chủ động nói đến việc tu luyện, thiên quỷ hàng đã nói lên tất cả. Một người quen hưởng thụ sẽ đặc biệt sợ chết. Trong lịch sử từ trước đến nay, cho tới giờ đều là như thế, chỉ có người không sống nổi, cận kề với cái chết mới thay đổi suy nghĩ. Người giàu có mấy người đồng ý tạo phản gây dối chứ? Phản bội ma cưu đại quốc sư, hậu quả đương nhiên rất nghiêm trọng. Nhưng nếu không phản bội, hậu quả càng nghiêm trọng nên chọn thứ có lợi cho mình. Có thể sống lâu hơn ngày nào, thì biết ngày đó. Miễn là còn sống thì vẫn còn hy vọng, nếu không một khi thành người chết, vậy thì một chút hy vọng cũng không còn. Cho dù Gino trung thành tận tâm với ma cưu đại quốc sư, nhưng bị tiêu phàm gờ yêu ta ít rồi, thì liệu ma cưu có thể giúp y hồi sinh được sao? Từ bản chất, Gino và Phạm Anh đều là cùng một loại người, là phần từ biết lợi dụng lẫn nhau. Tiêu phàm chậm rãi nói. Gino tiên sinh, thiên quỷ hàng, rốt cuộc là được tu luyện như thế nào? Ánh mắt sáng ngời, không chấp mắt nhìn chăm chú Zino, thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Zino nói, đối với vấn đề này, tôi tin tưởng các vị đã sớm nghiên cứu không chỉ một lần. Trên cơ bản các vị cũng đã nghe qua rồi, để tu luyện, thiên quỷ hàng, trước tiên phải nuôi dưỡng sáu đôi âm quỷ. Tiêu tiên sinh, ngài đã từng tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Đúng, tôi đã từng thấy, tuy nhiên sáu cặp âm quỷ này, chắc không hoàn toàn là do ma cưu đại quốc sư bồi dưỡng chứ. Đương nhiên không phải, trên thế giới này, vốn không có hàng đầu sư nào có thể dựa vào năng lực của mình mà nuôi dưỡng 6 cặp âm quỷ được. Như vậy thì không thực tế, nuôi 5 cặp cũng không được, nuôi được 4 cặp là cực hạn rồi, đại quốc sư cũng không ngoại lệ. Tiêu phàm và cơ khinh xa lại nhìn nhau. Những lời này, bọn họ không phải là lần đầu được nghe, nhưng Zino là đại hàng đầu sư, hơn nữa lại là đệ tử đích truyền của ma cưu lời do y nói ra hẳn là đáng tin hơn so với những người khác. Tô Nam thân là nhất đẳng đại hàng đầu sư, dường như cũng chỉ nuôi ba cặp âm quỷ. 12 tên âm quỷ này là do Đại Quốc Sư mượn Thánh Tuyền. Bình thường khi ra ngoài, Đại Quốc Sư cũng chỉ mang theo ba đôi. Phần lớn thời gian chỉ mang theo một đôi, trợ giúp tìm kiếm chút ít tin tức. Số âm quỷ còn lại đều để ở Thánh Tuyền, để tẩm bổ. Tuy nhiên, Tiêu Tiên Sinh, ngài xuống tay ác độc, đại quốc sư rất tức giận. Nói tới đây, Zino nhìn tiêu phàm một cái, ánh mắt kia, không biết là oán hận hay là sợ hãi nữa. Tiêu phàm đánh trọng thương âm quỷ, mạnh mẽ lấy âm khí địa mạch của Thánh Tuyền, dù sao chuyện này cũng không quan hệ trực tiếp đến Zino. Ai ngờ tiêu phàm lại dùng khí lạnh đó để đối phó với y, chỉ cần không cẩn thận là sẽ gặp họa. Cơ khinh xa hỏi. Sau khi những âm quỷ đó bị trọng thương, có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện thiên quỷ hàng? Đương nhiên là có ảnh hưởng, thiên quỷ hàng chính là người và quỷ hợp nhất, linh hồn và thân thể đại quốc sư và âm quỷ hợp thành một thể. Pháp lực của âm quỷ càng cao, năng lực càng mạnh, thì khả năng tu luyện thành công lại càng cao. Hiện tại âm quỷ bị thương, nhất định phải bồi bổ mở có thể phục hợp thương thế nhanh chóng. Bồi bổ, âm quỷ bồi bổ như thế nào? Tiêu phàm nhạy bén nắm được vấn đề trọng điểm, lập tức hỏi. Zino lướt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Tất nhiên là cắn nuốt linh hồn. Vì thế mấy ngày nay Đại quốc sư mới sai tôi đi tìm Dương Nam âm nữ để bồi bổ cho âm quỷ." Nực cười, Tiêu Phàm lập tức rơi vào trầm lặng, hừ thật mạnh một tiếng. Lấy người sống làm thuốc bổ, cắn nuốt sinh hồn, chuyện như vậy trước đây Tiêu Phàm rất ít nghe nói qua. Hiện tại theo ngữ khí của Zino, dường như hết thảy đều vô cùng bình thường, không có bất kỳ điều gì không ổn. Tiêu Phàm tuyệt đối khó có thể chấp nhận. Tiêu Tiên Sinh, đối với hàng đầu sư chúng tôi mà nói thì chuyện này rất bình thường. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Rất xin lỗi, nếu như tôi đã biết thì tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đừng thấy Tiêu Phàm bình thường nho nhã điềm đạm, nhưng chỉ cần xúc phạm đếm giới hạn cuối cùng của hắn, thì hắn tuyệt đối không nhân nhượng ai. Cơ khinh xa ngẫm nghĩ một chút, hỏi. Di Nô Tiên Sinh, nếu không thể bồi bổ cho âm quỷ, thì kết quả sẽ thế nào? Xino nói, việc này tôi cũng không nói rõ được, tôi không rõ 12 tên âm quỷ rốt cuộc bị thương có nghiêm trọng hay không. Tuy nhiên, thời gian để tu luyện thiên quỷ hàng không do Đại Quốc Sư quyết định, mà do thời gian trưởng thành của Xích Viêm Thảo quyết định. Sau khi Xích Viêm Thảo trưởng thành, trong vòng 3 ngày nhất định phải hợp thể với âm quỷ, bằng không thì hiệu quả của Xích Viêm Thảo sẽ ngày càng thấp đi. Hai hàng lông mày của cơ khinh sa nhân lại, nói, chẳng lẽ không thể bào chế xích viêm thảo thành đan dược được sao? Đương nhiên có thể, nhưng tu luyện Thiên Quỷ Hàng thì nuốt sống xích viêm thảo sẽ có hiệu quả tốt nhất. Người sống, sinh hồn và dược liệu chưa bào chế đều là những thứ tươi mới nhất, đầy sức sống nhất. Tiêu Phàm lập tức hỏi, nếu như không có đầy đủ dương nam âm nữ, Thiên Quỷ Hàng có luyện được không? Xi nô liếc hắn một cái, cười khổ nói nói, "Tiêu tiên sinh, tôi hiểu được ý tứ của ngài." Nhưng hiện tại muốn ngăn cản chuyện này rất khó. Đại quốc sư phải chuẩn bị dương nam âm nữ, là vì lo lắng lực âm quỷ quá mạnh mẽ, một mình ông ta phải dung hợp 12 tên âm quỷ, không hề dễ dàng. Cho nên mới chọn dùng phương pháp đáng tin cậy, kết hợp âm quỷ trước linh hồn dương nam nữ âm lại, giảm đi một ít quỷ khí, sau đó hợp thể lại với đại quốc sư, hiệu quả càng tốt. Nhưng nếu chẳng may cũng không đủ dương nam âm nữ, đại quốc sư cũng nhất định sẽ cưỡng ép tu luyện trong trang viên đã có bốn nam bốn nữ miến cưỡng cũng đủ dùng rồi hơn nữa tôi đã báo cáo với đại quốc sư còn thiếu hai nam hai nữ cũng đã siêu tập đầy đủ hết rồi nếu tôi không đem những người này đưa vào trang viên chắc chắn đại quốc sư không tha cho tôi tiêu tiên sinh tôi biết việc tôi sống hay chết ngài sẽ không để ý nhưng không phải là ngài muốn tôi giúp đỡ sao một người chết có thể giúp bạn làm gì đây tiêu tiên sinh, dù ngài xuất phát từ nguyên nhân gì muốn đối nghịch với đại quốc sư. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, ngài muốn thành công, tốt nhất không cần chọc giận đại quốc sư. Dựa theo lời người Hoa các vị thường nói chính là không thể rút dây động rừng. Nếu không, cho dù tôi nguyện ý cùng ngài hợp tác, đại quốc sư nổi lên lòng nghi ngờ, tôi cũng không có biện pháp giúp đỡ ngài. Sino chậm rãi nói. Người này là người phụ trách thực tế của bất cổ phái, một khi tỉnh táo lại, phân tích sự việc một cách rõ ràng, vẫn là rất biết nắm trọng điểm. Nếu không thì ma cư cũng không thể giao những sự việc hàng ngày cho y lo liệu. chương 530, thay đổi triều đại. Đối với tập đoàn quản lý cao cấp Hoàng Thị ở Thành Lạc Gia, hôm nay chẳng những là một ngày nóng nhất cả năm, cũng là một ngày điên cuồng nhất. Vốn dĩ, ngoại trừ nóng một chút thì so với ngày thường cũng không có gì khác cả. Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, mọi người cũng đến công ty đi làm bình thường, bận rộn làm việc của mình buổi tối hai ngày trước xảy ra trận đấu kịch liệt ở Hoàng Phủ, tạm thời chưa có bất kỳ tin tức gì từ phía chính phủ truyền ra. Chỉ có vài kênh tin tức nhỏ lưu truyền trong xã hội người Hoa. Nhưng cả tập đoàn Hoàng Thị vẫn yên bình như trước, mọi người đều trôn giấu sự nghi ngờ trong lòng. Cho đến khi Tổng Bộ Công ty đưa ra thông báo, mời tất cả lãnh đạo và người phụ trách công ty thành viên đến Tổng Bộ họp, rốt cuộc mọi người mới ý thức được có thể có sự việc không tầm thường sắp xảy ra rồi. Tuy nhiên, dù có chuẩn bị tâm lý, khi mọi người ở tầng cao nhất tập đoàn Hoàng Thị nhìn thấy người trẻ tuổi ngồi tại vị trí chủ tịch vẫn giật mình, trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Người trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ tịch kia dường như còn căng thẳng hơn những người tham dự cuộc họp. Nhìn kỹ cả người anh ta đều không ngừng run rẩy. Người trẻ tuổi này có bộ dạng rất điềm đạm nho nhã, rất nhiều quản lý cao cấp đều quen biết anh ta. Anh ta chính là Hoàng Dũng Huy, con trai thứ của ông chủ Hoàng Thanh Vân chỉ có điều mọi người chưa bao giờ gặp Hoàng Nhị Thiếu ra ở trong phòng họp này. Phòng họp trong tòa nhà tổng bộ tập đoàn Hoàng Thị chính là đế quốc của hai cha con Hoàng Thanh Vân và Hoàng Cao Huy. Ở đây, Hoàng Nhị Thiếu thậm chí còn không bằng khách qua đường. Trước kia anh ta chưa từng xuất hiện ở phòng họp này. Mà hiện tại, cậu hai nhà họ Hoàng lại đang ngồi ở vị trí chủ tịch, mười đầu ngón tay trắng bệch, ôm lấy đầu, không dám nhìn mọi người. Tiếng bàn luận ong ong không thể ngăn chặn vang lên trong phòng họp. Tất cả mọi người đều bàn luận, không thèm để ý đến vị trí chủ tịch của cậu hai họ Hoàng. Những người quen thuộc tình hình hoàng gia đều biết rằng, chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng rất lợi hại, cậu cả nhà họ Hoàng cũng không thua kém. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, duy chỉ có cậu hai là kẻ hèn nhát, nếu đã như vậy thì Hà tất phải để ý cảm giác của anh ta. Phòng họp trở thành một mớ hỗn loạn. Thật không dễ dàng cuối cùng một tổng tài của công ty con vội vã đến phòng họp. Một vị trung niên ngồi bên cạnh cậu hai nhà họ hoàng sao sầm mặt mày đứng dậy, liên tiếp quát lớn mấy câu mới miễn cưỡng có thể áp chế tiếng nghị luận trong phòng họp. Mọi người đều quay đầu nhìn sang, người đàn ông trung niên này là phó tổng tài thâm niên của tập đoàn Hoàng Thị, cũng là lão thần mà Hoàng Thanh Vân tín nhiệm nhất, còn là chồng của em gái Hoàng Thanh Vân, chú của cậu hai nhà họ hoàng. Từ trước đến nay ở công ty trợ giúp cho Hoàng Thanh Vân và Hoàng Cao Huy quản lý toàn bộ sự vụ trong tập đoàn có uy tín nhất định. Phó tổng tài tuyên bố tại chỗ. Bởi vì sức khỏe của Hoàng Thanh Vân không được tốt, cần phải đến thủ đô nước Đan Mạn chữa bệnh, Hoàng Cao Huy cũng đi cùng ông ấy. Vì thế trong thời gian này, mọi việc sẽ do cậu hai Hoàng Dũng Huy xử lý. Tôi chính thức bổ nhiệm Hoàng Dũng Huy vào vị trí phó tổng tài kiêm CEO. Nói cách khác, từ nay về sau vị công tử bột này sẽ trở thành người cầm lái tập đoàn hoàng thị tiền đồ của những người đang ngồi đây đều nằm trong tay anh ta mọi người nhìn nhau lúc lâu sau vẫn chưa định thần lại được có thể chơi như thế sao hy vọng mọi người sẽ làm tốt trách nhiệm của mình phó tổng tài còn chưa nói hết đã bị người khác cắt ngang rồi một người đàn ông trung niên ngồi khá gần ông ta đứng dậy ánh mắt sáng ngời nhìn phó tổng tài lớn tiếng chất vấn tổng tài văn chuyện này là thế nào rốt cuộc thì hoàng tiên sinh bị bệnh gì hy vọng ông có thể nói rõ với mọi người hội nghị quan trọng như thế này hoàng tiên sinh không ra mặt đã không ổn rồi tại sao ngay cả cậu cả họ hoàng cũng không lộ diện các vị đang làm trò gì thế người đàn ông trung niên này họ vương cũng là một phó tổng giám đốc lâu năm năng lực rất mạnh là hy vọng của mọi người trong công ty ngày bình thường là một trong những người được hoàng cao huy coi trọng nhất đột nhiên Tổng Tài Văn lại thông báo một tin như vậy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng và cậu chủ lớn không thấy đâu, lại bỗng nhiên xuất hiện cậu hai vẫn còn đang đi học, bỗng nhiên trở thành CEO của công ty, đây không phải là đang nói đùa sao. Phó Tổng Giám Đốc Phương tất nhiên là sẽ không đồng ý. Đúng thế, đúng thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể làm qua loa đại khái như thế được. Lời của Phó Tổng Giám Đốc Phương lập tức được mọi người hưởng ứng, liên tiếp lên tiếng phụ họa mặc cho tổng tài văn xa sầm mặt lớn tiếng quá nhưng đều không hiệu quả phó tổng tài vương đứng ở đó vẻ mặt nghiêm túc nhất định phải đưa ra một câu trả lời hợp lý cuối cùng vẫn là do vị công từ bột hoàng nhị thiếu ra kia lên tiếng để kết thúc cuộc tranh luận hoàng nhị thiếu đặt tay lên bàn gắt gao nắm thành quả đấm đốt ngón tay vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch vì lo lắng mà giọng trở nên khàn khàn run rẩy vì thế lời nói không được liền mạch Thế nhưng câu nói mà anh ta nói ra được lại rất có khí phách, tạo ra được hiệu quả ngay tức khắc. Vương tiên sinh, ông bị đuổi việc. Phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Quyền uy của Hoàng Dũng Huy cứ như thế được xác định. Tập đoàn Hoàng Thị trong một mớ nghi ngờ chất vấn, miến cưỡng cũng có thể coi như là thay đổi triều đại. Trong buổi chiều cùng ngày tập đoàn Hoàng Thị hoàn thành việc giao nhận, một chiếc xe ben lao nhanh như chớp tiến vào trang viên ma cưu cách Nam Thành lạc giả 30 km. Xe ben trực tiếp đi vào thành, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Các vệ sĩ trang viên đều có thể nhận ra được, đây là xe chuyên dụng của Gino Đại Sư. Một đám người chạy nhanh ra mở cửa cho Gino Đại Sư. Mặc kệ những đại hàng đầu sư như Cơ An Nhi, Giang Trừng không thừa nhận quyền uy của Gino, ít nhất thì các vệ sĩ và hàng đầu sư bình thường của trang viên tuyệt đối không dám ngỗ nghịch với Gino. Tiền lương, phúc lợi của vệ sĩ đều do Zino quản lý, những tài nguyên mà các hàng đầu sư khác cần để tu luyện cũng là do Zino phụ trách. Những việc này đều là thật. Thế giới này chính là như vậy, xuôi theo chiều gió. Zino đi thẳng đến đằng sau hoa viên, hai tay cầm một thanh kiếm dài, bước chân vội vàng, nhìn qua thì có chút phân khích. Ở lối vào mê cung, một gã thổ dân dáng người nhỏ chặn đường Zino. Người thổ dân này ước chừng 50 mấy tuổi, dâu tóc hoa dâm hai mắt híp lại, có thể nhìn ra ông ta không hề kính trọng Gino. Zino sư đệ, đi đâu đấy? Vừa thấy người đàn ông thổ dân này, Gino lại giật mình kinh hãi, vội vàng dừng bước, trên mặt lộ vẻ tươi cười, khách khí nói. Thì ra là gia văn sư huynh, sư huynh đến đây lúc nào thế? Tối qua đại quốc sư triệu tập, sáng hôm nay mới đến. Gia vân nhìn Gino từ trên xuống dưới, và thanh kiếm dài trong tay y, cảm thấy kinh ngạc. Thanh kiếm này vừa nhìn là biết không giống với kiếm mà người thổ dân thường dùng. Thổ dân bản địa chưa bao giờ dùng binh khí như thế. Hình như đây là loại vũ khí mà người Hoa cổ đại thích sử dụng. Thì ra là thế, vất vả cho sư huynh rồi. Xino vội vàng nói. Vị gia văn sư huynh này chính là sư điệt của Ma Cưu đại quốc sư. Theo thứ tự thì là sư huynh của Ma Cưu, nhưng thật ra thân phận này không có gì. Trường phái hàng đầu sư và Hoa Hạ không giống nhau không hoàn toàn chú trọng thứ tự trong sư môn, mà coi trọng chính là kẻ mạnh thì làm vua. Gia Vân là một người rất mạnh, nghe nói hàng đầu thuật đã đạt tới cảnh giới cao thâm, thậm chí còn mạnh hơn Cơ An Nhi. Bởi vì trước đây gã luôn ở trong trang viên của mình khổ tu, mà Cửu Đại Quốc sư vốn cũng không gọi gã tới đây. Hiện giờ Cơ An Nhi và Giang Trừng đều bị thương, còn có ba đại hàng đầu sư bị chết. Lực lượng phòng ngự trang viên Ma Cư gần như sau một đêm đã tổn thất không còn để đảm bảo an toàn, Ma Cừu đại quốc sư không thể không triệu tập các đại hàng đầu sư khác của bất cổ phái đến hộ pháp. Gia Văn là người mạnh như vậy, mà Cừu sắp xếp gã trấn thủ cửa mê cung cũng là chuyện vô cùng bình thường. Mặc dù so với mối quan hệ giữa Gia Văn với Zino, cơ an ni thì quan hệ giữa Gia Văn và ma cưu bất hòa hơn. Nhưng Trung Quy vẫn là đệ tử của bất cổ phái, thời khắc mấu chốt vẫn phải trông cậy vào sự trợ giúp của bọn họ. Đây cũng là sự bất đắc dĩ của ma cưu luật dừng người thắng làm vua cố nhiên là có thể phát huy lớn nhất tiềm lực của mỗi cá nhân nhưng cũng không có biện pháp hợp lực thời điểm quan trọng cũng chỉ có thể chia năm xẻ bảy từng người tự chiến đấu cho dù ma cưu là đại quốc sư cũng không thể thay đổi quy luật và truyền thống đương nhiên thông thường nếu không có nguyên nhân đặc biệt đám người gia văn cũng sẽ không phản bội ma cưu nói một cách tương đối vẫn có thể tin được cũng không có gì vất vả bây giờ sư đệ muốn đi đâu Gia Văn nhìn Zino, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sớm đã nghe nói, mấy năm nay Zino cơ bản đều ở trong thành lạc già, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Xem ra sự thực đúng là như thế, mấy năm không gặp, khí tức trên người Zino không hề tăng lên mà ngược lại còn có phần giảm sút. Một tên chỉ biết hưởng thụ thế này, tương lai sẽ thay ma cưu đại quốc sư quản lý, bất cổ phái sao. Người khác có tức giận hay không Gia Văn không rõ, còn riêng gã thì không phục lắm, xinô bị ánh mắt như có gai của gia văn soi mói nên không thoải mái nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng ngượng ngùng nói bây giờ để muốn đi gặp sư phụ báo cáo với ngài tình hình ngọc dương quan và nhà họ hoàng gia văn ngươi nhìn tanh không vừa mắt lẽ nào ta lại sợ ngươi sao thời đại không giống nhau ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao bày đặt không hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc cố tình nuôi chim trong lồng chứ không thả ra trang viên đây chẳng phải là tự làm khổ mình sao Gia Văn lại đánh giá y vài lần, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nhường đường nói. Vậy xin mời sư đệ. Cảm ơn sư huynh. Zino gật đầu với Gia Văn, ngẩng cao đầu bước vào trong mê cung. Gia Văn nhìn bóng lưng Zino, trên mặt hiện lên ý cười lạnh. Lần này nếu ma Cưu luyện thành, thiên quỷ hàng, vậy thì không cần nói gì nữa. Có ma Cưu là chỗ dựa, vị trí đại tế ti, bất cố phái, tất nhiên sẽ càng thêm vững vàng một khi trong quá trình tu luyện ma cưu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người sẽ tiếp nhận vị trí đại tế ti của, bất cổ phái, là ai thì còn phải xem đã. Xem gì nô người có bản lãnh đó không? Audio điện tử võ tấn bền chương 531, Trảm Ma Kiếm Thông thường mà nói, ngày thường ma cưu đại quốc sư cũng không ở, thánh tuyền, tu luyện. Nơi này âm khí quá nặng, hàng đầu thuật ma cưu đại quốc sư tu luyện, không phải là con đường một mực đi tới âm hàn, không phải thích hợp như vậy. Hơn nữa, xích viêm thảo, hấp thụ linh khí trời đất, tinh hoa âm dương. Trước khi chưa hoàn toàn trưởng thành, lọ ai thần dược này thực ra chỉ giống như cơn lốc xó ai, sẽ không ngừng cuốn tất cả những sinh mạng bên ngó ai vào trong. Êm đẹp như vậy, tại sao ma cưu đại quốc sư lại phải ở trong này, chiến đấu với thần dược của mình chứ? Tuy nhiên từ sau khi tiêu phàm đánh bất ngờ, thánh tuyền, mấy ngày nay ma cưu đại quốc sư vẫn luôn chấn thủ ở trong thạch trận, đạo dẫn bồi dưỡng âm khí cho 12 âm quỷ bị thương nặng. Bình thường đều là do 12 âm quỷ tự hấp thu âm khí, hiện tại lại do đại quốc sư đích thân đạo dẫn, tự nhiên trở thành làm chơi nhưng ăn thật. Chỉ có điều tiêu phàm ra tay hơi mạnh, trong chốc lát mà rút đi hơn một nửa âm khí mà 12 âm quỷ vất vả lắm mới có được. Muốn khôi phục lại như ban đầu trong thời gian ngắn, thì thực sự rất khó. Zino đi vào phía trước thạch trận, cung kính thông báo. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng thạch trận vẫn bị màn sương đen lượn lờ bao quanh, hàn khí kinh người. Zeno không khỏi dùng mình một cái, sắc mặt hơi đổi, xem chừng là nhớ tới cảnh tượng ở khổ trúc huyền. Đây không phải là lần đầu y đến, thánh tuyền, nhưng từ trước đến nay ban ngày màn sương đen không quá dày đặc, toàn bộ tình hình trong thạch trận cơ bản là có thể thấy được rõ ràng. Không giống hiện tại, phía trên, thánh tuyền, hoàn toàn bị màn sương đen bao phủ, nên ở bên ngò ai không nhìn thấy gì cả. Sino đó ẩn chứng đây là ma cưu đang tác pháp, cường lực hấp thu âm khí địa mạch, đại bổ cho 12 tên âm quỷ. Dù sao, xích viêm thảo cũng sắp trưởng thành, hiện tại lấy một chút tinh hoa âm khí chắc là không ảnh hưởng gì nhiều đến xích viêm thảo. Sau khi xích viêm thảo bị hái đi, địa mạch nơi này cần ít nhất là 30, 40 năm mới có thể tái sinh ra xích viêm thảo thứ hai. Hơn nữa khả năng này rất thấp, đối với ma cưu mà nói, tu luyện, thiên quỷ hàng, chỉ có cơ hội một lần. Sau này linh khí địa mạch có phục hồi thuận lợi hay không, ông ta cũng không rảnh để để ý chuyện đó. Sau khi Zino kho người thông báo, trong thạch trận vẫn không hề có hồi âm. Zino bắt đầu lo lắng. Nhiều năm như vậy Zino ở trước mặt đại quốc sư vẫn tương đối thả lỏng hơn so với những người khác. Y tự nhận trung thành và tận tâm với sư phụ, không có bất kỳ dã tâm nào. Nhưng hôm nay tự nhiên không giống như lúc trước nữa, qua một lát, màn xương đen dày đặc bỗng nhiên quay cuồng, mở ra một lối đi. Ma Cưu đang mặc trang phục truyền thống, chậm rãi đi ra từ trong sương mù. Nhìn qua, trên mặt Ma Cưu lộ vẻ mệt mỏi, đủ cho thấy mấy ngày nay Ma Cưu rất vất vả. Theo con đường này nhìn vào bên trong, Zino thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng hai người trẻ tuổi mơ hồ chợt lóe lên rồi lại bị màn xương che lại. Zino không kìm nổi giật mình. Hai người trẻ tuổi này, chắc là hai trong tám người ma cưu mang từ thủ đô về. Trong trang viên ma cưu họ được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, sống trong khu vực riêng, không tiếp xúc với những người khác. Theo lý mà nói thì đó là dương nam nữ âm, phải khi chính thức tu luyện, thiên quỷ hàng mới dùng đến làm, lò đỉnh. Hiện tại bỗng nhiên lại xuất hiện trong thạch trận, lẽ nào ma cưu đã bắt đầu dùng những dương nam nữ âm này để tiến bổ cho âm quỷ sao? Ma cưu chậm rãi đi tới trước mặt Sino, Liếc bảo kiếm Zino đang cầm trong tay, thản nhiên nói Giải quyết xong hết cả chưa? Zino vội tức khom người nói Vâng, sư phụ, đều giải quyết xong hết rồi Nguyên thành tử và một số đệ tử mà ông ta tâm đắc cũng đã bị gỡ yêu ta chết Còn hai cha con hoàng gia cũng giống như thế Hiện tại tập đoàn hoàng thị là do người con thứ hai của Hoàng Thanh Vân tiếp quản Đó là một tên vô dụng Phạm Anh nói sẽ không bao lâu nữa tập đoàn hoàng thị sẽ bị phá hủy đây là bảo vật trấn giáo. Zino nói xong hai tay vội vàng nắm chuôi bảo kiếm. Bảo vật trấn giáo. Trên mặt ma cư hiện lên chút hoài nghi, tùy tay nhận lấy bảo kiếm. Đan mạn cũng giống với đa số các nước khác, mặc dù ma cư được gọi là đại quốc sư tuy nhiên đối với lọ ai binh khí truyền thống của hoa hạ này lại không hiểu rõ. cuống chi bảo kiếm mà Zino mang đến rất cổ, nhìn qua không có chỗ nào đặc biệt cả. Zino lập tức nói. Sư phụ, theo như những gì các đạo sĩ của Ngọc Dương Quan nói, thanh bảo kiếm này là của sư tổ của Nguyên Thành Tử, người sáng lập ra Ngọc Dương Quan. Bình thường đều đặt ở tàng phong các trong Ngọc Dương Quan, mỗi ngày đều không ngừng thờ cúng. Những đạo sĩ kia nói kiếm này có linh tính, có thể trừ tà diệt ma, nên gọi là trảm ma kiếm. Ma Cư cười lạnh một tiếng, rất khinh thường nói: "Hừ hừ, những người hoa này thích làm mấy trò lừa bịp này, thùng rỗng kêu to." Một thanh kiếm chỉ là vật chết mà thôi, có thể có linh tính gì chứ? Nói xong Ma Cư cúi xuống nhìn vỏ kiếm làm bằng sợi tổng hợp lò xo, Vụt một tiếng mở ra, trong phút chốc hàn quang trói mắt, một luồng khí lạnh đập vào mặt. Tuy Di Nô đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không kìm nổi giật mình, lui về phía sau một bước. Ừm, hai hàng lông mày Ma Cư lập tức nhớn lên, thần sắc khinh miệt khinh thường trên mặt trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Thanh, trảm ma kiếm này mới lộ ra một phần ba, không ngờ lại có sát khí ngút trời, thậm chí 12 âm quỷ trong xương mù dường như cũng có chút kinh hãi. Maku có thể tin tưởng nhận thấy được sự bất an của chúng. Nhìn theo trình độ đơn giản, đây là kiếm tốt, nhưng tuyệt đối không chỉ có thế. Maku đã từng thấy qua nhiều lợi khí, kim lo ai được tinh luyện bằng kỹ thuật át hiện đại thậm chí có thể tái hiện đầy đủ tuyệt đao sắc bén của Damakut. Trong Hoàng cung Sudan, Ma từng thấy qua rất nhiều đao kiếm sắc bén những những thanh kiếm ấy chỉ có lợi khí mà thôi. Duy chỉ có, trảm ma kiếm, trong tay ông ta mới được gọi là thần binh, đích thực. Năm xưa, thanh kiếm này hẳn là đã gợi yêu ta ít không ít những thứ rất lợi hại. Là, đồ vật, không nhất thiết phải là người. Ngọc Dương chân Nhân lập ra tông lập phái, là hậu thế tử tôn chống đối một phiến thiên địa, những thứ cần đối phó không chỉ là người. Hiện tại thì Ngọc Dương chân Nhân quy tiên đã lâu, lưu lại bảo kiếm này, thậm chí đến ma cưu cũng cảm nhận được cái ớn lạnh làm lòng người kinh hãi này. Ma cưu cầm chuôi kiếm, đem bảo kiếm rút ra một chút, thần sắc ngưng trọng. Kiếm sắc họ ân toàn rút ra khỏi vỏ, cộng hưởng với tiếng rồng gầm là một luồng sáng long lanh từ kiếm phát ra, uyển chuyển như du long, khiến ma cưu và Zino phải híp mắt lại. Thậm chí màn xương đen phía sau ma cưu đều bốc lên không ngừng. Kiếm tốt. Ma cưu yên lặng nhìn kiếm sắc lưu chuyển bảo quang trong tay, rốt cục cũng tán thưởng. Chỉ cần xem bảo kiếm này là có thể biết chủ nhân của nó rất giỏi. Đáng tiếc là không sinh sớm 100 năm, bằng không chắc là có thể gặp được vị Ngọc Dương chân nhân này. Xem ra ta đã coi thường đạo thuật của bọn họ rồi. Ngọc Dương quan có một vị tổ sư khai phái như vậy, chỉ trách đám người nguyên thành tử không hăng hái tranh giành. Một lúc sau, Ma Cưu lại cảm thán nói. Như vậy, bảo vật chân giáo cũng đã bị Zino mang đến đây, chứng tỏ tinh anh ở Ngọc Dương quan đều đã bị gợi yêu ta bây giờ Ngọc Dương Quan chỉ còn là cái bọc mà thôi, không đáng lo nghĩ. Zino không khỏi thở phào. Trước mắt y đã qua được cửa ải này. Y cố ý mang bảo kiếm này đến dâng ma cưu chính là xuất phát từ đề nghị của Nguyên Thành Tử. Đối với Ngọc Dương Quan, thì thanh, trả ma kiếm, này vô cùng ý nghĩa, có ý nghĩa giống như loại kiếm mà võ sĩ đông đảo hay đeo vậy. Phụng thượng võ sĩ đao chính là tỏ vẻ hoàn toàn thuần phục. Có bảo kiếm này, Ma Cưu hẳn là không đến mức nghi ngờ Zino. Hiện tại Zino chỉ có thể cầu nguyện những đạo sĩ ngọc dương quan kia có thể diễn giống một chút ngàn vạn lần đừng để lộ. Nếu để Ma Cưu biết đám người nguyên thành tử vẫn còn sống, chỉ sợ rằng Zino không thể sống nổi. Ma Cưu dường như không phát hiện ra sự lo lắng trong lòng Zino, chậm rãi thu hồi vỏ kiếm, gật đầu với Zino nói: Chuôi kiếm này cứ để ở chỗ ta, lúc nào rảnh ta có thể nghiên cứu một chút xem ra đạo thuật hoa hạ có nhiều điều mà trước kia chúng ta không biết, đáng để ta tìm hiểu kỹ một chút. Nô vội vàng nói. Sư phụ, chỉ cần luyện thành công, thiên quỷ hàng, thì dù đạo thuật của hoa hạ có lợi hại đến đâu cũng là gì chứ? Đó là điều đương nhiên. Vừa nhắc tới, thiên quỷ hàng, trên mặt ma Cưu lập tức toát ra thần sắc ngạo nghễ. Trước mặt tô nam, từ đầu đến cuối ma Cưu đều không thừa nhận là mình tu luyện thiên quỷ hàng. Nhưng trước mặt đệ tử của mình, lại không giấu giếm gì cả. Một khi luyện thành thiên quỷ hàng, thì mình có thể biến thành nửa người nửa linh. Từ nay về sau có thể tung hoành hai giới âm dương, có thể trường sinh bất lão, đạo thuật hoa hạ có thần kỳ thế nào cũng không thể thần kỳ như này được. Zino, những nam thuần dương, nữ thuần âm ke ngươi triệu tập thế nào rồi? Ma Cưu lập tức chuyển đề tài, nói. Zino không kìm nổi hỏi. Sư phụ có phải là người đã? nói xong liền nhìn màn xương đen phía sau ma cưu, nét mặt mang ý dò hỏi. Sắc mặt ma cưu dần trầm xuống, có điểm không hài lòng nói. Người không cần phải xen vào, trong lòng ta đều đã có dự liệu. Ta cho người thời gian một tuần, ít nhất người phải tìm cho ta bốn đôi, người có chắc chắn không? Bốn đôi? Xino giật mình kinh hãi. Trước đó, ma cưu chỉ yêu cầu hai đôi nam nữ âm dương, bây giờ lại tăng lên gấp đôi. Việc này, từ trước đến nay là do Phạm Anh phụ trách, cơ bản là y không nắm rõ, ngày bình thường y đều thúc giục Phạm Anh chứ bản thân cơ bản không hỏi qua. Sao thế, có gì khó sao? Ma Cưu thản nhiên hỏi, sắc mặt sớm hồi phục bình thường. Trong lòng Nô dùng mình, vội vàng khom người đáp. Vâng, thưa sư phụ, con sẽ dốc toàn lực. Không phải là hết sức mà nhất định phải làm hết sức. Ngươi nên nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian là một tuần thôi, nếu không sẽ làm nhớ việc lớn. Ma Cưu không chút khách khí nói. Vâng, sư phụ. Zino không dám trần chứ, lập tức đáp ứng. Bất kể như thế nào, trước tiên cứ nhận lời đã, sau đó sẽ tìm Phạm Anh thương lượng. chương 532, sự cố chấp của cơ khinh xa. Khinh xa, tôi lặp lại một lần nữa ý kiến của mình, tôi không đồng ý. Trong phòng ở, khổ trúc huyền, ngọc dương quan, tiêu phàm nhìn cơ khinh xa vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Gian phòng này bài trí rất đơn giản, Dương, bàn và ghế đều rất cổ, sơn màu đỏ, nhiều chỗ cũng đã bị loang lổ. So với khách sạn Kim Hải Ngạn mà Tiêu Phàm ở lúc mới đến Thành Lạc Già quả thực là khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, từ trước tới nay Tiêu Phàm chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Tại biệt thự ở bãi biển, Tiêu Phàm có thể thản nhiên hưởng thụ phong cảnh của nước khác. Tại căn phòng khổ tu ở Ngọc Dương Quan, gần như chỉ có bốn bức tường, Tiêu Phàm vẫn có thể vui vẻ chịu đựng thực ra, hiện tại tiêu phàm ở Ngọc Dương Quan cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng bọn họ đã ép buộc Zino không thể không hợp tác với bọn họ, nhưng như thế cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn giấu được ma cưu đại quốc sư. Tiêu phàm chưa từng khinh thường ma cưu. Tuy nhiên, tiêu phàm vẫn kiên trì ở tại Ngọc Dương Quan. Nguyên thành tử và đệ tử tâm đắc của ông ta không bị chết thì bị thương. Ngọc Dương Quan đã đến thời điểm nguy cấp nhất, đối mặt với hàng đầu sư của bất cổ phái, dường như không có lực lượng phòng ngự. Trong tình hình này, Tiêu Phàm cho rằng mình phải vì Ngọc Dương Quan mà chống đỡ cả bầu trời. Đây không phải là nghĩa vụ của Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm vẫn sẽ làm thế, vì đây là nguyên tắc làm việc của hắn. Nếu đã có hiệp ước đồng minh với Ngọc Dương Quan rồi, chỉ lo cho an nguy của bản thân mà bỏ giữa chừng hiệp ước, thì Tiêu Phàm không làm được. Cơ khinh xa vẫn ở bên cạnh hắn như trước. Bởi vì bỗng nhiên cơ khinh xa đề xuất thế thân cho Phạm Linh dựa vào thân phận nữ thuần âm xâm nhập vào trang viên ma cưu nằm vùng tiêu phàm đã thể hiện thái độ kiên quyết phản đối của mình thật sự quá nguy hiểm tôi đã quyết định rồi phản đối cũng vô dụng cơ khinh sa lại làm như không có việc gì tự nhiên cười nói thần thái có chút tự nhiên thoải mái thậm chí mang theo vài phần vui đùa tiêu phàm bất động nhíu nghi nói khinh sa cô biết là tôi rất nghiêm túc chuyện khác tôi có thể nhường cô được nhưng chuyện này thì không được cơ khinh sa yên lặng nhìn hắn một cái nhẹ nhàng thở dài nói tôi biết anh rất nghiêm túc chính vì vậy tôi mới càng kiên trì tiêu phàm anh có biết không tôi luôn muốn làm một chuyện làm một chuyện khiến cho mọi người có thể mãi mãi nhớ đến chuyện của tôi vì thế dù anh phản đối thế nào tôi vẫn sẽ giữ ý kiến của mình khinh sa không đợi tiêu phàm nói xong cơ khinh sa khoát tay chặn lại nói tiêu phàm đừng cản tôi Bằng không về sau tôi sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa. Ngữ điệu không nặng, thậm chí nghe vào còn rất nhẹ nhàng, giọng điệu cũng chắc như đinh đóng cột. Không hề khoan nhượng. Bình thường con gái mà nói với con trai, không bao giờ để ý đến anh nữa, kỳ thực chính là làm đúng. Nhưng đối với cơ khinh xa thì tuyệt đối không phải là ý đó. Cơ khinh xa đã nói rõ, cô muốn tiêu phàm mãi mãi nhớ đến cô. Con gái, nhất là những người con gái mạnh mẽ một khi đã cố chấp thì không thể khuyên bảo họ được cô tuyệt đối không suy xét hậu quả khi làm như vậy cô chỉ nghĩ rằng nhất định tôi phải làm như vậy tiêu phàm môi mím thật chặt yết hầu bỗng nhúc nhích một cái cơ khinh xa lại thản nhiên cười khẽ chân thành tiến lên vươn bàn tay trắng nõn nhỏ và dài được sơn cẩn thận nhẹ nhàng cầm bàn tay của tiêu phàm ngẩng đầu lên hạ giọng nói yên tâm không nguy hiểm đâu chỉ cần anh tới đúng lúc vấn đề cũng sẽ không quá nghiêm trọng tin tưởng tôi, thời khắc mấu chốt, kỳ binh sông ra nhất định có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng được. Tiêu phàm để mặc cho cô nắm tay, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp làm cho người ta say đắm. Ánh mắt vốn nghiêm túc dần trở nên mềm mỏng dịu dàng. Đi theo tôi. Suốt cục, trong mắt tiêu phàm hiện lên một chút vẻ dứt khoát, giữ chặt tay cơ khinh xa, xoay người đi ra. Cơ khinh xa cười nhẹ, thuận tiện khoác tay tiêu phàm giống như chim nhỏ nép vào người vậy dường như dựa sát vào người tiêu phàm, dường như để lộ ra sự kiều mỹ tao nhã mà thường ngày cô hay giấu đi. Cơ khinh xa khiến người ta có cảm giác cô không giống như bình thường. Dù biểu hiện của cô mềm mại nhu mì cỡ nào, thì người khác cũng không nghĩ cô là người phụ nữ của tiêu phàm. Bất kể lúc nào thì cơ khinh xa vẫn là cơ khinh xa. Căn phòng bí mật được xây dựng dưới, khổ trúc huyển. Mật thất này vốn là phòng điều chế đan dược của Nguyên Thành Tử thân là trưởng giáo chi mạch ở nước ngoài của phái Long môn, nguyên thành tử vốn là cao thủ chế đan dược. Bây giờ nguyên thành tử tặng căn phòng này cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không khách sáo. Sở dĩ hắn thích căn phòng điều chế đan dược này không hoàn toàn là bởi vì căn phòng này có đầy đủ các thiết bị luyện đan, mà quan trọng nhất là xung quanh căn phòng này bày ra pháp trận phòng hộ. Ở trong này, dù Tiêu Phàm làm gì, chỉ cần không làm căn phòng này phát nổ thì bên ngoài sẽ không biết gì về động tĩnh bên trong cả những thứ mà tiêu phàm lấy từ trên người sai vượng và lấy được của bất cổ phái đều không cần lo lắng ma cưu đại quốc sư sẽ biết được thấy tiêu phàm đưa mình đến mật thất dưới lòng đất cơ khinh xa cũng không quá kinh ngạc phần lớn thời gian cô đều cùng tiêu phàm vào phòng điều chế đan dược nghiên cứu những thứ có liên quan đến hàng đầu thuật tuy quá trình này rất mạo hiểm nhưng thu hoạch của cơ khinh xa lại càng nhiều cô thực sự không ngờ có càn khôn đỉnh trợ giúp thì không ngờ có thể nghiên cứu hàng đầu thuật đến trình độ sâu như vậy Cơ khinh xa thậm chí hoài nghi, tiêu phàm mỗi lần yên lặng thần niệm thăm dò bên trong, càn khôn đỉnh có thể kết nối với thứ siêu nhiên gì trong đỉnh, ví dụ như kết nối với những linh hồn các tổ sư tiền bối trong, càn khôn đỉnh nếu các linh hồn đó vẫn đang thực sự tồn tại. Tuy nhiên tiêu phàm cũng thừa nhận, tác dụng lớn nhất của càn khôn đỉnh chính là an hồn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của cơ khinh xa, cho tới bây giờ cô đều chưa chính miệng hỏi tiêu phàm. Có lúc Tự cơ khinh xa cũng cảm thấy có chút buồn cười, cách nghĩ của mình có phần hơi điên cuồng. Đi vào trong phòng luyện đan, tiêu phàm ngồi xếp bằng xuống, theo lệ thường mang, càn khôn đỉnh ra, đặt trên tòa ngọc án, miết tay, miệng đỉnh chậm rãi xoay tròn, hỗn độn đổ án trên đỉnh dần trở nên mờ nhạt. Một màu xương đen bị giam cầm trong đỉnh lập tức rục dịch, dần dần hình thành một bóng người mơ hồ, hiện ra một nửa thân hình trên miệng đỉnh, dường như đang nhìn xung quanh tìm cơ hội chạy thoát vào lúc này tiêu phàm giơ một tay lên một đạo kim quang nhàn nhạt phóng lên trong nháy mắt bay đến trên càn khôn đỉnh lẳng lặng lơ lửng ở đó không nhúc nhích cơ khinh xa nhìn rất rõ đó chính là gương thiên cương bảo vật trấn sơn mà tiêu phàm mượn từ thiên thanh tử thiên đại sư của vô trần quan đây là bảo vật chuyên dùng để khắc tà mị quỷ vật cho đến bây giờ tiêu phàm chưa từng sử dụng qua điều đó cho thấy cho tới giờ vẫn chưa có đối thủ nào đáng để tiêu phàm sử dụng gương thiên cương này nhưng cô lại không biết tiêu phàm đột nhiên mang bảo vật này ra là có dụng ý gì. Chỉ thấy tiêu phàm đưa tay miết ngang ngực, miệng lẩm bẩm thần chú khó hiểu, bảo quang lưu chuyển trên mặt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hừ, tay phải cũng giơ thẳng chỉ vào, gương thiên cương, trên không trung Một nguồn lực pháp khổng lồ, toàn bộ không nhập vào trong, gương thiên cương. Gương thiên cương, khẽ run lên, một nguồn sáng trói mắt hiện ra, hướng về phía cái bóng người màu đen nhô nửa người ra trên miệng, càn khôn đỉnh ép đầu bóng đen đó xuống. Tuy nhiên cơ khinh xa nhìn ra được, ánh sáng đó không đẹp bằng ánh sánh mà lúc đầu thiên thanh tử tạo ra. Điều đó là hiển nhiên, vì tiêu phàm chỉ đang thử nghiệm mà thôi. Dù là như thế, hình ảnh quỷ do màn xương đen kết lại mà thành vẫn sợ hãi ánh sáng đó. Ánh sáng chưa đến hẳn mà bóng quỷ nửa người kia đã lập tức trốn vào trong, càn khôn đỉnh tuyệt không dám chống lại ánh sáng đó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên ánh sáng kia vẫn đánh chúng vào quỷ ảnh, quỷ ảnh màu đen như bị sét đánh, lập tức giấy ruột và bắt đầu vặn vẹo, nhanh chóng rút vào trong đỉnh, không dám ló đầu ra nữa. ánh sáng kia cũng không tiếp tục đuổi gờ iota s, vừa chạm vào miệng càn khôn đỉnh, lập tức tiêu tan. thấy tình hình như thế, cơ khinh sa lập tức vui mừng nói: xem ra gương thiên cương quả thật là khắc tinh của quỷ vật, đối với âm khí địa mạch đều có lực áp chế mạnh tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu lập tức nói khinh sa bây giờ tôi sẽ truyền thụ lại khẩu quyết sử dụng gương thiên cương cho cô cô hãy nhớ kỹ lấy hả cơ khinh sa hơi sửng sốt anh muốn giao gương thiên cương cho tôi sao đúng thế cô có bảo vật này hộ thân tôi sẽ an tâm hơn tiêu phàm khẳng định nói cơ khinh sa nhìn hắn thật sâu hạ giọng nói nhưng đây là bảo vật của vô cực môn chắc là người ngoài sẽ khó sử dụng hơn à Tiêu phàm khoát tay nói. Trước tiên cứ thử một chút xem sao. Không thử thì sao biết được. Bây giờ cô đừng nghĩ tới những thứ khác, để tâm nhớ khấu quyết đi. Nói xong hắn cũng không đợi cơ khinh xa nói thêm gì nữa, trực tiếp nói ra khẩu quyết sử dụng bảo vật. Cơ khinh xa cũng không từ chối nữa mà tập trung nghe. Khẩu quyết này vô cùng tối nghĩa và khó hiểu. Cũng may cơ khinh xa cũng là thuật sư, ngày thường cũng tiếp xúc với phù lục, chú ngữ vẫn có thể nghe được rõ ràng hơn nữa cơ khinh xa thông minh sắc sảo, chỉ số thông minh cực cao. Sau khi tiêu phàm truyền thụ ba lần, thì cơ khinh xa đã có thể nhớ kỹ được khẩu quyết. Tiêu phàm tỏ ý khen ngợi nói. Nào, đến đây thử xem. Được. Cơ khinh xa gật gật đầu, trên mặt cũng hiện lên một chút hưng phấn. Uy lực của bảo vật này cô đã tận mắt nhìn thấy. Có một bảo vật chuyên khắc quỷ vật như thế phòng thân, sự an toàn của cô sẽ được tăng lên. Cơ khinh xa cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay trái kẹp lại, miệng niệm thần chú, tay phải chỉ vào, gương thiên cương, một đạo pháp bắn ra với lực mạnh. Không hề có động tĩnh gì. Gương thiên cương, không thèm chịu nể mặt. Hừ, cơ khinh xa quát nhẹ một tiếng, gia tăng lực pháp. Ai dè, gương thiên cương, vẫn tính mịch lơ lửng ở đó, dường như không để ý đến tâm ý của người đẹp. Sắc mặt cơ khinh xa hơi đổi, hai hàng lông mày xinh đẹp nhướn lên, chương 533, đầu cơ trục lợi. Tiêu phàm lẳng lặng đứng một bên nhìn. Cơ khinh xa hơi hơi cúi đầu, hơi trầm tư, vẻ đang suy nghĩ, một đạo pháp lực đánh vào, gương thiên cương. Vang lên một tiếng, ông, nhỏ, gương thiên cương, hơi dao động một chút, lại trở về trạng thái yên lặng, không còn chút dao động bất thường nào nữa. Tiêu phàm, xem ra thứ bảo vật này chỉ nhận chủ nhân của mình thôi. Chóp mũi của cơ khinh xa hiện ra vài giọt mồ hôi, cười có chút vẻ tự diễu nói. Thông linh bảo vật, bây giờ nó đối với cô vẫn chưa quen lắm, thử thêm vài lần nữa đã. Đối với hết thảy, tiêu phàm sớm đã dự đoán được trước. Cơ khinh xa hơi chống cằm, pháp lực trong cơ thể liên tục không ngừng dịch chuyển, bắt đầu liên tục thử thúc động, gương thiên cương. Liên tiếp thử nhiều lần, gương thiên cương, đều không có chút động tính gì quá lớn. Cơ khinh xa cắn nhẹ vào bờ môi diễm lệ của mình, đứng thẳng người lên, chân đạp thiên cương thất tinh bộ, tay trái đặt ngang ngực, tay phải kết lan hoa chỉ quyết, mái tóc dài xóa ra, miệng thì thào niệm chú. Nguyên khí đất trời bên trong mật thất quay cuồng lên một cách mạnh mẽ, bổ nhào về phía thân hình yêu kiều của cơ khinh xa. Mái tóc đen tuyền của cơ khinh xa không gió mà bay, tung lên phất phới. Trên khóe miệng của tiêu phàm hiện lên một nụ cười mỉm. Đây là cơ khinh xa tận hết toàn lực rồi, hà lạc phái, không hổ danh là thuật pháp đại tông, tuy không kế thừa hoàn toàn, số sách trương thất tán còn nghiêm trọng hơn cả vô cực môn nhưng một khi cơ khinh sa thi triển toàn lực sự biến động của thiên tượng vẫn hết sức kinh người tật tay áo của cơ khinh sa bay lên mái tóc tung bay ngón tay ngọc nhỏ nhắn thon dài tiếng vang bén nhọn xé gió một luồng pháp lực thâm hậu bắn về phía gương thiên cương lơ lửng trên không gương thiên cương run nhẹ lên một đạo kim quang lóe lên long lanh chẳng qua so với sự thôi động của tiêu phàm lúc nãy đạo kim quang này hư nhạt hơn nhiều, như có như không. Vừa thoát khỏi mặt gương, chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Không được, tiêu phàm, tôi. Cơ khinh xa tiêu hao chân lực quá mức, thân hình xinh đẹp của cô choáng một cái, gần như là đứng không vững nữa. Bóng người chợt lóe lên, tiêu phàm vốn ngồi khoanh chân ở một bên trong chốc lát đã đứng trước cô, vươn cánh tay ra, ôm lấy eo của cơ khinh xa, chỗ tay chạm vào, mềm mại vô cùng, trắng mịn kinh người thử lại lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của cơ khinh xa hơi đỏ lên, vừa muốn mở miệng nói, thì bên tai đã vang lên tiếng của tiêu phàm, lập tức cảm thấy hậu tâm ấm dần lên, một luồng chân khí tràn trề, xuyên vào trong du huyệt, một cách mãnh liệt, trong nháy mắt đã tràn ngập bên trong tứ chi xương cốt của cô. Cơ thể vốn mệt mỏi do sử dụng quá kích pháp lực trong nháy mắt đã trở nên vô cùng tràn đầy tinh lực. Tật, cơ khinh xa không cần suy nghĩ, hai ngón trỏ và ngón giữa dơ ra, điểm về phía gương thiên cương. Ông, gương thiên cương, run lên, trong mật thất, kim quang đột nhiên hiện lên, rực rỡ trói mắt, một luồng sức mạnh đạo môn to lớn bắn ra rất nhanh. Cơ khinh xa không kìm được nhắm tịt hai mắt. Thành công rồi. Tơ khinh xa thiếu chút nữa là nhảy dựng lên như một đứa trẻ, sự vui mừng đó, khó mà diễn tả bằng lời. Tuy nhiên sau đó lại lắc lắc đầu. Tiêu phàm, xem ra bảo vật của vô cực môn các anh, chỉ thích hợp cho đệ tử vô cực môn các anh sử dụng mà thôi lần này thành công khởi động gương thiên cương không nghi ngờ gì là do tiêu phàm mà ra luồng chân khí kích phát bảo vật này đến từ trưởng giáo của vô cực môn chẳng qua là ở trong cơ thể của cơ khinh xa mà thôi bản chất vẫn không có gì là khác cũng chưa chắc là vậy tiêu phàm cười nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay ôm bên eo của cơ khinh xa loại cảm giác trơn mịn kinh người đó đúng là làm người ta phải khắc cốt ghi tâm cho dù tiêu chân nhân ninh lực cao cường, trong lòng cũng không khỏi trào lên từng cơn sóng, âm thầm hít một hơi thật sâu, mới có thể miễn cưỡng áp chế cơn sóng đang dâng trào này. Hẳn vẫn là cách sử dụng pháp lực không không giống, lúc đầu sau khi thiên thanh tử giao khẩu quyết cho tôi, cũng đã thử rất nhiều lần, cuối cùng mới có thể đạt tới trình độ phối hợp ăn ý với gương thiên cương. Như vậy đi, tôi sẽ truyền thụ khẩu quyết sử dụng pháp lực vô cực môn cho cô. Cơ khinh xa nhíu đôi mi thanh tú của mình nói. Như vậy có vẻ không thỏa đáng cho lắm, Vô Cực môn tuy bác đại tinh thâm, có một số quy tắc vẫn nên tuân thủ thì hơn. Dù Tiêu Phàm là trưởng giáo chân nhân của Vô Cực môn, tự tiện truyền thụ khẩu quyết của Vô Cực môn cho người ngoài, dường như vẫn có cái gì đó không ổn. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Chỉ là khẩu quyết sử dụng pháp lực mà thôi, cũng không xem là phạm quy tắc. Hơn nữa, trưởng giáo Vô Cực môn vốn chính là người định ra quy tắc mà." Lời này tuy nói hơi tùy tiện, nhưng lại thật sự rất ghê gớm. Ta chính là người đặt ra quy tắc của cuộc chơi, cho nên, trong đầu của ta không tồn tại khái niệm, phạm quy. Cơ khinh xa cười ngạc nhiên, nói. Được rồi, chỉ cần anh không sợ, thì tôi cũng không việc gì phải sợ. Tiêu phàm xoa xoa tóc của cô, động tác này hết sức tự nhiên, hệt như anh trai đối với em gái vậy, thực hiện một cách rất tự nhiên. Cơ khinh xa hơi nghiêng đầu đi, khẽ cắn bờ môi diễm lệ của mình ngay sau đó tiêu phàm đã truyền thụ khẩu quyết của vô cực môn cho cơ khinh xa. Ngộ tính của cơ khinh xa cực cao, rất nhanh đã có thể hiểu thông được, lại tiếp tục thử khởi động, gương thiên cương, lần nữa, quả nhiên là hiệu quả hơn so với mấy lần trước. Chân mày của cơ khinh xa dần dần nhíu lại. Cơ khinh xa nắm rõ khẩu quyết của vô cực môn, tuy có thể thuận lợi khởi động, gương thiên cương, nhưng lại không thể phát huy được uy lực của nó, vẫn chưa tới được 3-4 phần uy lực thật sự của bảo vật. Thanh thiên tử cũng từng nói, gương thiên cương, về cơ bản được xem như là bảo vật bản mệnh của trụ trì chân nhân qua nhiều thế hệ của vô trần quan, cho dù lấy thân phận là trưởng giáo chân nhân trí tôn để sử dụng, cùng lắm cũng chỉ phát huy được 78 phần uy lực của bảo vật này. Trong thời gian ngắn, cơ khinh xa đã có thể phát huy được 34 phần uy lực của gương thiên cương đã là tốt lắm rồi. Đối phó với những hàng đầu thuật và hàng đầu sư bình thường cũng dư sức. Chỉ có điều, lần này, người mà họ phải đối phó là ma cưu đại quốc sư, cơ khinh xa xâm nhập vào trang viên ma cưu, mặc dù là có di nộ âm thầm giúp đỡ. Nhưng một khi lộ mặt, đối mặt với ma cưu đại quốc sư, gương thiên cương, dường như chính là con bài bảo vệ tính mạng duy nhất của cô. Bảo vật chỉ có thể phát huy ba bốn phần uy lực, rốt cuộc có thể tổn thương ma cưu đại quốc sư được bao nhiêu, thật đúng là khó nói trước được. Khinh xa, dừng lại trước đi, tôi cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng lần nữa. Tiêu phàm nói xong, giơ tay phẩy một cái, Gương thiên cương, treo lơ lửng trên không hóa thành một luồn sáng màu vàng, chiếu thẳng vào tay của tiêu phàm. Tiêu phàm hai tay cầm bảo gương, hai ngón tay cái theo thói quen ấn lên bề mặt gương, đẩy chậm rãi về phía trước. Lúc giám định cổ vật, tiêu phàm chính là sử dụng phương thức này. Gương thiên cương, tuy có sự khác biệt lớn so với những bảo vật bình thường khác, nhưng dường như vẫn có thể thử thử. Cơ khinh xa đưa bàn tay trắng tinh của mình lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của mình, chăm chú nhìn về phía tiêu phàm. Đến khi hai ngón tay cái đẩy được phân nữa, tiêu phàm, hự, nhẹ một tiếng, động tác tay đột một ngừng lại, hai hàng lông mày nhíu lại thành chữ, xuyên. Hồi lâu sau, hàng lông mày nhíu chặt mới dần dần thả lỏng ra, hai ngón tay cái tiếp tục đẩy về phía trước. Bên trong mật thất cực kỳ im lặng, cơ khinh xa lẳng lặng nhìn tiêu phàm, tuyệt không dám quấy dày. Suốt hai tiếng trôi qua, tiêu phàm mới mở mắt ra, liền nhẹ nhàng thở phào một hơi sao rồi cơ khinh sa hỏi vẻ quan tâm tiêu phàm nói muốn hoàn toàn thay đổi đặc tính của bảo vật tất nhiên là khả năng không lớn tuy nhiên cũng không phải là không có cách đầu cơ trục lợi cơ khinh sa hé miệng cười đầu cơ trục lợi lời nói như vậy không ngờ lại từ trong miệng của tiêu phàm nói ra cơ khinh sa cảm thấy rất thú vị theo ý nào đó mà nói bảo hương chỉ là thứ dùng để đựng pháp lực sau khi chứa đựng pháp lực mới xuất ra gây sát thương cho kẻ địch. Đương nhiên, pháp lực từ bảo kính xuất ra, về mặt tính chất cũng có sự thay đổi, chỉ tạo nên sát thương cực lớn đối với tà mị quỷ vật, chứ không phải là pháp lực bình thường thực hành công kích, không có gì khác biệt đối với kẻ địch. Trên thực tế, muốn đối lại sát thương của tà mị quỷ vật, pháp lực phải lớn mạnh hơn nhiều so với bình thường. Nhưng mà bảo gương có thông linh biết nhận chủ, căn bản là chỉ tiếp nhận pháp lực của thanh thiên tử quản chủ. Tiêu phàm khư khư chỉ học qua pháp môn sử dụng, muốn bảo gương tiếp nhận pháp lực của hắn, thì nhất định phải trải qua việc tế luyện lại từ đầu, nhận chủ một lần nữa. Một khi pháp lực bên trong, gương thiên cương, bị tiêu hao hết, đối với tiêu phàm mà nói, gương thiên cương, liền trở thành vật vô dụng. chương 534, Lò Đỉnh 1 Công lực của cơ khinh xa không thâm hậu như của tiêu phàm, lại không phải là đệ tử của vô cực môn, đối với việc sử dụng bảo gương, lại càng khó mà đạt đến trình độ như ý. Tuy nhiên sau khi tiêu phàm tỉ mỉ điều tra bảo gương, ngược lại đã nghĩ ra cách đầu cơ trục lợi. Lý do cơ khinh sa không thể điều khiển gương thiên cương, như ý của mình không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, mấu chốt là ở chỗ pháp lực ẩn chứa bên trong bảo gương là đến từ thanh thiên tử và vô trần quan. Nếu có thể rót loại pháp lực thích hợp cho cơ khinh sa sử dụng vào bên trong bảo gương, vấn đề này sẽ có thể giải quyết một cách dễ dàng. Đương nhiên. Pháp lực khác muốn rót vào bên trong, gương thiên cương tương đối không dễ. Nhưng đối với một tiêu phàm sở hữu, tạo hóa hoàn mà nói, lại không phải là hoàn toàn không có khả năng. Bên trong tạo hóa hoàn chứa đựng pháp lực đến từ linh mạch dưới lòng đất chỉ thủy quan, được trận pháp của vô cực môn dẫn hướng, là linh lực thiên địa chính tông nhất, bất kỳ pháp khí nào theo lý đều sẽ không bài xích. Hơn nữa, cô hồng tử dù sao cũng là truyền nhân vô cực, là nhất mạch tương thừa với tiêu phàm. Sau một lát, cơ khinh xa rời khỏi mật thất dưới đất, tìm đến chân nhân trụ trì của Ngọc Dương Quan gạch dưới gạch dưới liệt dương tử. Trong mắt người ngoài, Ngọc Dương Quan mấy ngày này biến hóa rất lớn, trụ trì chân nhân tiền nhiệm nguyên thành tử cùng một số vị đạo nhân chấp sự quan trọng trong đạo quan, đột nhiên mất tích tập thể, tuyên bố ra bên ngoài là xuất hành chu du. Ngọc Dương Quan do sư điệt của nguyên thành tử là liệt dương chân nhân chính thức tiếp quản. Ngoài ra, Ngọc Dương Quan còn có hơn 10 vị đạo trưởng pháp lực cao thâm, cũng đã đồng loạt mất tích. Một số tín đồ truy vấn tình hình, đạo sĩ của Ngọc Dương Quan đều ấp a à ấp úng, không thể nói ra lý do. Một sự nghi ngờ lớn bao trùm lấy Ngọc Dương Quan, mấy ngày nay những thiện nam tín nữ đến bái thần xin xâm, ngược lại càng nhiều hơn so với lúc trước. Tất cả mọi người muốn tìm hiểu tin chính xác. Liệt Dương Tử không để ý gì đến việc này, chỉ theo gian dò của cơ khinh sa, chuẩn bị một số dược phẩm đại bổ nguyên khí. Cơ khinh sa mang dược phẩm xuống dưới mật thất, đích thân canh gác ở bên ngoài phòng đan, không có bất cứ ai lại gần. Liệt Dương Tử cũng đã an bài một số đệ tử thân tín, tăng cường cảnh giới ở bên ngoài, khổ trúc huyền, khiến một, khổ trúc huyền, vốn đã canh phòng cẩn mật càng trở nên trang nghiêm túc mục. Đúng ba ngày ba đêm trôi qua, sự, đề phòng, như vậy mới được giải trừ. Tiêu Phàm và Cơ Khinh xa cùng nhau bước ra khỏi mật thất, nhìn qua, hai người đều đã vô cùng mệt mỏi, nhưng cả hai đều mang một nụ cười rất hài lòng. Đã tới hạ tuần 10 ngày cuối tháng của tháng 8, nhiệt độ trên giáp lục đảo càng thêm tăng cao, không hề có dấu hiệu của việc hạ xuống. Cho dù là ban đêm, sự khô nóng vẫn không hạ xuống nửa độ. Trên đường cao tốc đến Trang Viện Ma Cưu, một đoàn xe cỡ nhỏ phóng nhanh. Đoàn xe nhỏ này gồm có 3 xe, phía trước là một chiếc xe con đen nhánh, ở giữa là xe minibus, cuối cùng là chiếc xe Việt giã mùi trần áp ở phía sau. Trên chiếc xe Việt giã đó có mấy tên da ngăm đen đang ngồi những người thổ dân tướng mạo hung hãn, tất cả đều trang bị súng thật đạn thật, thậm chí còn treo sẵn hai quả lựu đạn trước ngực trái phải. Nhìn tư thế như vậy, là bất kỳ ai cũng sẽ không nghi ngờ là bọn họ đang vận chuyển cả xe vàng. Trên thực tế, đối với Zino mà nói, những người được chở trên xe tải, tuyệt đối là còn đáng giá hơn số vàng này. Chỉ ít thì nếu mà để mất số vàng này, gã vẫn còn giữ được tính mạng. Nhưng mà nếu để mất bốn nam bốn nữ trên xe, chỉ sợ là ma cưu đại quốc sư sẽ lập tức lấy mạng của gã. Chính bởi vì bốn nam bốn nữ này quan trọng như vậy, Gino mới đích thân ngồi giữ trên xe minibus, chứ không ngồi trên chiếc xe thoải mái hơn ở đằng trước kia. Bốn nam bốn nữ ở trên xe minibus, nhìn diện mạo, có sáu người là người Hoa, chỉ có hai người da hơi ngăm, tướng mạo có những nét đặc trưng của thổ dân. Bốn nam bốn nữ này không có gì khác nhau, đều còn rất trẻ, tối đa cũng không quá 30 tuổi tất cả đều mang còng tay, vẻ mặt vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Trong đó ba cô gái, lại còn sụt xịt khóc nữa, dọc đường đi vẫn cứ khóc không ngừng như vậy. Các cô vẫn không biết rằng, các cô đã được lên tin tức trên TV ở Thành Lạc Già. Tại cục cảnh sát Thành Lạc Già, hình của các cô đã được dán lên bảng, người mất tích. Cả Thành Lạc Già đều đang tìm các cô. 20 ngày nay, Thành Lạc Già liên tục xảy ra những vụ án mất tích. Những nam nữ thanh niên này, lúc đi học, hoặc là lúc đi làm, thậm chí là có người trong lúc đang ngủ ở nhà, bỗng nhiên không thấy tăm hơi đâu nữa. Không có bất kỳ manh mối nào, càng không có bất kỳ người nào chứng kiến. Những chàng trai cô gái này giống như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy, trong tích tắc đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Cô gái 16 tuổi đang ngủ ở nhà tự nhiên bốc hơi, một cách khó hiểu đó, cha mẹ của cô càng lo lắng đến phát điên lên. Không ngừng tự trách bản thân, trách mình ngủ say quá, không trông chừng con gái của mình. Trước mắt, cô gái nhỏ tuổi nhất này là khóc thương tâm nhất, cũng là sợ hãi, thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy, Hệt như lá rụng trong gió mùa thu vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục. Đừng khóc nữa, khóc nữa là ta sẽ gợi yêu ta chết ngươi. Một tên thổ dân ngồi cách cô không xa, bên hông có mang súng lục, nhìn thẳng về phía cô, quát mắng một cách hung tợn. Cô bé bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, dốc hết sức cắn chặt môi lại sợ không dám phát ra một chút âm thanh nào nữa. Cơ khinh xa ngồi cạnh cô vươn cánh tay ra, khoác lên bờ vai nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng vỗ về, thấp giọng an ủi. Tiểu muội muội, đừng sợ, sẽ ổn cả thôi mà. Trong bốn nam bốn nữ này, duy chỉ có cơ khinh xa là bình tĩnh. Còn điềm tĩnh hơn so với biểu hiện của mấy tên nam đó. Khiến cho những tên thổ dân áp giải bọn họ không ngừng nhìn về phía cô, tuy nhiên cuối cùng vẫn là không hỏi gì. Tơ khinh sa là người cuối cùng được áp giải lên xe. Trước đó, bọn thổ dân áp giải vừa gặp 7 người nam nữ đó, đều áp giải thẳng đến hầm ngầm của Phạm phủ. Không ai ngờ rằng, những người mất tích lần này đều bị giấu ở Phạm phủ. Ở thành Lạc Gia, không có nơi nào an toàn hơn Phạm phủ, thậm chí còn an toàn hơn so với nhà của thị trưởng thành phố. Sau khi cha con Hoàng Thanh Vân đột nhiên mất tích, thoát một cái Phạm Anh Tiên Sinh đã trở thành lãnh tụ người Hoa mới của thành Lạc Gia. Nhất là dựa vào giao tình của Phạm Anh Tiên Sinh với người phụ trách của cục cảnh sát Thành Lạc Già, không có cảnh sát nào dám xông vào phạm phủ để điều tra cả. Cứ cho là có một tên cảnh sát cá biệt nào đó ăn phải gan hùng, dám xông vào phạm phủ, trước hết cũng phải vượt qua cửa ải của Phạm Anh. Ai mà không biết, Phạm Anh Tiên Sinh là hàng đầu sư người Hoa có uy tín nhất ở Thành Lạc Già chứ. Một phú hào có quyền thế có lẽ vẫn không thể đem một tên cảnh sát không nghe lời đưa đến chỗ chết được nhưng với hàng đầu sư thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Cho đến khi vào đêm nay áp giải những người này lên xe, cơ khinh xa mới xuất hiện. Là ngồi xe của Zino đại sư mà đến, nếu không phải trên tay của cơ khinh xa cũng mang còng, những tên thổ dân áp giải đó nhất định sẽ hiểu nhầm cơ khinh xa là bạn của Zino đại sư, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng cô gái người hoa xinh đẹp đến lạ lung đó cũng là tù binh. Không nghi ngờ gì, bốn nam bốn nữ đó chính là những dương nam âm nữ mà Zino và Phạm Anh siêu tập được ở Thành Lạc Già là lò đỉnh mà Ma Cưu Đại Quốc sư đặc biệt căn dặn cần có dựa trên tỷ lệ nhân khẩu người thổ dân ở Thành Lạc Già nhiều hơn rất nhiều so với người Hoa trong 8 người dương nam âm nữ này có 6 người là người Hoa chủ yếu cũng là vì người thổ dân còn quá nghèo phụ nữ thổ dân mang thai thường là đều sinh ở nhà tốt lắm cũng chỉ có thể mời phụ nữ có kinh nghiệm trong tộc giúp đỡ Giống như bà mụ mà Hoa Hà Quốc gọi lúc trước vậy, rất ít khi đi bệnh viện. Bọn họ không gánh nổi phí chữa trị và phí nằm viện quá đắt đỏ. Không có ghi chép khai sinh, tất nhiên cũng sẽ không có ngày sinh, chỉ đơn thuần dựa vào hộ khẩu mà bản thân người thổ dân báo cáo cho cục cảnh sát, quả thật là vô cùng không đáng tin cậy. Những phụ nữ sinh con quá nhiều này, bản thân họ còn không nhớ rõ ngày sinh của con mình nữa là dựa vào những hộ khẩu này để tìm nam sinh vào giờ dương ngày dương tháng dương năm dương và nữ sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, trên cơ bản là tuyệt đối không được. chương 535, Lò Đỉnh 2 Hai nam thanh niên người thổ dân bị Phạm Anh tìm thấy, điều kiện trong nhà đều rất tốt, kinh tế dư giả, ở bệnh viện đều có ghi chép lại tỉ mỉ ngày tháng năm sinh. Thật không may, bọn họ đều đã trở thành mục tiêu bắt giữ của Phạm Anh. Trong bốn cô gái người hoa này, không có Phạm Linh. Cơ khinh xa đã thành công thuyết phục Phạm Nhạc, dùng chính bản mình để đổi lấy Phạm Linh. Tại buổi tối trăng thanh gió mát này, cơ khinh xa và bảy người nam nữ đó ở cùng nhau, ngồi trên chiếc xe minibus chở khách, lại chạy nhanh đến trang viên Ma Cư. Tỷ tỷ, em sợ lắm. Cô bé nằm trong lòng của cơ khinh xa cuối cùng cũng đã nín khóc, nói giọng run run. Cơ khinh xa nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng mỏng manh của cô bé, dịu dàng nói. Đừng sợ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi an ủi như vậy hiển nhiên là vẫn chưa có tác dụng là mấy cô bé vẫn cứ run rẩy hỏi nhỏ giọng chị bọn họ bọn họ rốt cuộc muốn đem chúng ta đi đâu vậy muốn làm gì chúng ta vây cơ khinh xa ôm chặt cô hơn lại không nói gì nữa rất nhanh đoàn xe đã lái vào ma cưu trang viên ngoài dự tính của cơ khinh xa đoàn xe không ngừng lại ở nội thành ma cưu trang viên mà là dừng ở trước một dãy phòng sát nội thành đây là một dãy phòng kiến trúc bình thường, đều dùng thạch đá xây thành, nhìn vào khá là cũ kỹ, nhưng vẫn rất là kiên cố. Cơ khinh sa nghi ngờ rằng, cho dù là dùng cả lựu đan, cũng chưa chắc có thể nổ tung bức tường đá này. Tất cả bốn nam bốn nữ đều được áp giải vào trong những kiến trúc này. Cũng giống như dự đoán của cơ khinh sa, những kiến trúc vật này chính là những nhà giam nhỏ. Chỉ là nói một cách tương đối, đồ vật tiện nghi ở trong nhà giam này vẫn rất đầy đủ màu sắc cũng không u ám cho lắm, bố trí cũng khá là sinh động, có phần có sinh khí. Mỗi gian phòng đều là độc lập, có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng, còn có cả tivi để xem, thậm chí ở mỗi gian phòng đều có sẵn máy vi tính. Chỉ có đều, những máy vi tính này đều chỉ có thể chơi trò chơi, tuyệt đối là không thể lên mạng. Bọn thổ dân áp giải họ vào một chỗ, Gino đích thân phát biểu. Gino nói cho những nam nữ thanh niên đang sợ hãi thất kinh đó biết, ở đây, bọn họ sẽ không phải chịu bất cứ sự ngược đãi nào, cuộc sống sẽ được đảm bảo, muốn ăn cái gì, cũng có thể đề xuất với nhân viên trông coi, sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Suốt cuộc là muốn chúng tôi làm cái gì? Một tên người hoa nam gan tương đối lớn nhịn không được hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Gino, hy vọng có thể nghe được câu trả lời xác thực từ miệng của Gino. Gino mỉm cười nói. Yên tâm, chỉ là nhờ mọi người giúp một tay thôi nhiều nhất là hai ngày nữa, đợi khi mọi chuyện đã xong, sẽ thả các cô cậu về nhà. Chỉ cần các cô cậu ngoan ngoãn nghe lời, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đương nhiên, nếu ai không nghe lời, vậy thì cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lời nói như vậy, tất nhiên là nhất định phải nói. Nếu chẳng may trong số những nam nữ này, có một tên tính tình đặc biệt cứng đầu, chẳng may tự mình kết liễu, như vậy thì hỏng bét. Không có, lò đỉnh, để tu luyện, thiên quỷ hàng mà cưu đại quốc sư sẽ xử y không thương tiếc nhưng nếu đem bọn họ trói lại một chỗ hiển nhiên là càng không ổn bởi như vậy chỉ khiến bọn họ càng thêm hoảng loạn có một số cách tự tử cho dù có trói tay trói chân họ cũng vẫn không thể ngăn cản được nói một cách tương đối zino có khuynh hướng dùng phương thức khác là mềm mỏng con người kỳ thật chính là đang sống trong hy vọng chỉ cần có hy vọng cho dù chỉ là một tia hy vọng cũng sẽ không làm nên chuyện dại dột. Điểm này, Gino hiểu rất rõ. Mặc dù không hài lòng lắm với câu trả lời của Gino, cậu thanh niên người hoa lớn gan đó cũng không hỏi tiếp câu khác nữa. Dường như là để chứng minh lời nói của Gino không phải là nói dối, rất nhanh đã có người hầu dâng lên bữa tối hết sức linh đình. Gino ngồi ngay ở giữa, dùng nụ cười bảo mọi người cùng nhau dùng cơm. Bữa ăn phong phú này, quả thật là có hiệu quả trấn an mọi người rất tốt. Nam nữ thanh niên vốn bị dọa tới xanh mặt, dần dần trở nên an tâm hơn. Suy nghĩ của họ rất đơn thuần, có lẽ mọi chuyện sẽ giống như lời nói của Gino, chỉ cần bọn họ giúp đỡ một tay mà thôi. Nếu Gino thực sự muốn gây bất lợi cho họ, đâu cần phải đối tốt với bọn họ như vậy. Mắt thấy bọn lò đỉnh, cảm xúc dần ổn định, Gino cũng rất vui mừng. Dùng xong cơm tối, Gino dặn là không cần đeo còng tay cho bọn họ nữa, sắp xếp cho bọn họ mỗi người nghỉ ngơi trong một gian phòng gian phòng của cơ khinh sa được xếp ở vị trí ngoài cùng cách cửa ra của nhà giam gần nhất chẳng may để xảy ra chuyện bất chắc có lẽ sự sắp xếp này có thể giúp cơ khinh sa là người rời khỏi nơi này đầu tiên cơ khinh sa đi vào trong tù thất bước đi nhẹ nhàng thần sắc bình thản trước khi đi gino ngừng chân trước phòng của cô liếc nhìn một cái dường như có ý muốn nói bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy gương mặt cơ kinh sa không chút cảm xúc gino khẽ lắc đầu rốt cục cũng đi nhanh khỏi đó phạm anh theo sát phía sau bước chân có chút vội vàng sao động nhìn ra được phạm anh đang lo lắng cho cơ khinh xa rất nhiều không thể không lo lắng được dám phá rối ngay trước mặt của ma cưu đại quốc sư một khi để lộ tất cả chỉ có con đường chết mà thôi chỉ là trước mắt phạm anh cũng không thể thay đổi được gì chỉ có thể cầu trời phù hộ gã thoát kiếp nạn này hy vọng tiêu phàm và phạm nhạc có thể giữ chữ tín sau khi việc thành sẽ phân cho gã một phần ba gia sản. Nhưng mà trên thế giới này, đã định trước là có nhiều việc chỉ có thể là mơ mộng hảo huyền mà thôi. Mộng sớm muộn gì cũng sẽ tan biến. Điều khiến cơ kinh xa không ngờ tới chính là, mộng đẹp trước nhất tan biến, không phải Gino, mà là bản thân cô. Ở trong trang viên ma cư hoàn cảnh sống mới như vậy, cơ kinh xa đã ngủ th yêu ta ép đi, ngủ rất là say. Đây cũng chính là bản lĩnh đặc biệt của cơ kinh xa, cho dù hoàn cảnh có nguy hiểm đến đâu, cô đều có thể buộc mình vào giấc ngủ. Ngủ không ngon giấc, chẳng có tác dụng gì đối với việc ứng phó thế cục hiểm nguy này, ngược lại chỉ làm thể lực giảm sút. Tinh thần không đủ tập trung, nguy cơ phạm sai lầm sẽ càng tăng. Thường xuyên lo âu bất an là loại cảm xúc biểu hiện mà một nhân vật lãnh tụ tuyệt đối không nên có. Ở tỉnh Yên Bắc, ở thành phố Thiết Môn, cơ khinh xa quyết định rất nhiều người, quyết định tiền đồ và vận mệnh của rất nhiều gia đình vị trí hết sức quan trọng như vậy, yêu cầu cơ khinh xa trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Cũng chính vì lẽ đó, cho dù là thân tại ma cưu trang viên, cho dù ma cưu đang ở không xa, cự ly trên một đường thẳng có lẽ cách cô không quá 500 mét, cơ khinh xa vẫn từ từ chìm vào giấc mộng đẹp. Thời gian nửa đêm, lúc bốn bể yên tĩnh, cơ khinh xa đột nhiên bị một âm thanh huyên náo đánh thức. Bất kể cục diện có hiểm ác đến đâu, vẫn có thể thản nhiên đánh giấc, là bản lĩnh đặc biệt của cơ khinh xa. Ứng ừ, với bản lĩnh này, cơ khinh xa vẫn còn một bản lĩnh đặc biệt khác, đó chính là bất luận cô ngủ ngon đến mức nào, chỉ cần có một chút gió thoảng cỏ lay, lập tức sẽ bừng tĩnh từ trong mộng mị. Hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh về trạng trái tốt nhất. Cho nên, tình trạng buồn ngủ không tỉnh táo như vậy, thường không có khả năng lớn xảy ra với cơ khinh xa. Thật ra cơ khinh xa đối với tình trạng này của bản thân cũng không thích thú gì cô rất hy vọng có thể giống một cô gái bình thường, giúp vào trong vòng tay mạnh mẽ của người tình, ngủ một giấc đến khi tỉnh ngủ, chứ không phải bị đánh thức bởi những sự việc lung tung ngoài ý muốn. Chỉ có điều, một nam nhân có thể che mưa che gió cho cơ khinh xa, khiến cô hoàn toàn có thể thả lỏng bản thân, thật sự là quá khó tìm. Nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ có tiêu phàm là có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Nhưng bây giờ, tiêu phàm không có ở đây. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ được mở ra, một bóng người không cao to cường tráng lắm trong sự vây quanh của rất nhiều người chậm rãi bước đến cơ khinh sa ngồi nhanh dậy gian phòng của cơ khinh sa cách cửa nhà giam gần nhất là người đầu tiên nhìn thấy bóng người kỳ thật khá là thấp bé đó mặc trên người bộ áo bảo màu đen xa hoa viền kim tuyến dưới ánh đèn của nhà giam lấp lánh tỏa sáng trang phục này cơ kinh sa đã từng thấy là ma cưu đại quốc sư không ngờ đêm hôm khuya khoát, mà cừu đại quốc sư lại đột nhiên đích thân đến nhà giam này. Cơ khinh xa hít một hơi thật sâu, một hồi tiếng xương khớp giòn vang, năm ngón tay phải thon dài, dường như đột nhiên trở nên dài thêm, màu sơn móng tay đỏ, càng có vẻ tươi sáng lóa mắt hơn. Đồng thời, nội lực chân khí lưu thông toàn thân, trong nháy mắt khiến trạng thái của bản thân điều chỉnh về mức tốt nhất. Audio điện tử võ tấn bền chương 536, nhìn thấu. Nhưng nhìn ngoài mặt, Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu ớt, dùng ánh mắt khẩn trương bất an nhìn về phía Ma Cưu Đại Quốc sư và đám đông tùy tùng của ông ta. Đôi mắt của Cơ Khinh Sa hơi híp lại đôi chút. Bên trong đám tùy tùng của Ma Cưu Đại Quốc sư, cô nhìn thấy Zino và Phạm Anh. Zino là đệ tử thân truyền của Ma Cưu Đại Quốc sư, lại là kẻ chủ trì sự vụ thường ngày của Bất Cổ phái, Zino theo phía sau của Ma Cưu, không làm Cơ Khinh Sa cảm thấy bất ngờ gì cả. Khiến Cơ Khinh Sa thực sự bất ngờ là Phạm Anh cũng có mặt ở đây. Căn cứ vào miêu tả của Phạm Anh, trước đó, y không có vinh hạnh như vậy. Mặc dù y là đồ tôn đích truyền của ma cưu đại quốc sư, nhưng đến cơ hội tiếp xúc ma cưu đại quốc sư ở cự ly gần cũng chưa từng có. Trong lòng của ma cưu đại quốc sư, vị đại phú hào này của thành lạc già, lãnh tụ người Hoa, so với mấy chục tên hàng đầu sư bình thường của bất cổ phái, không có gì khác biệt. Nhưng hiện tại, Phạm Anh lại có được cơ hội như vậy, Đi theo sau lưng của ma cưu đại quốc sư, nửa đêm đi tới đây. Có lẽ là vì đã làm tốt việc này, nên Phạm Anh đã lọt vào mắt xanh của ma cưu đại quốc sư. Nhưng mà trong lòng của cơ kinh xa, lại nhanh chóng lóe lên một tia bất an. Sự việc này, có lẽ không đơn giản như cô tưởng. Sự thật là ma cưu đại quốc sư không phải là hạng dễ dàng bị che mắt, lại càng không phải là hạng người dễ dàng xa vào cảm bấy. Không đợi cơ kinh xa suy tính thật sẵn sàng. Ma cưu đại quốc sư đã đến trước phòng giam mà cô ở, đôi mắt sáng ngời có thần, phóng ánh nhìn thẳng tới cô. Cơ khinh xa nhớ lại thân phận của mình bây giờ, theo phản xạ tránh đi ánh nhìn của ma cưu đại quốc sư. Cô cần phải diễn bộ mặt tương đối sợ hãi mới được. Có lẽ, ma cưu đại quốc sư là đích thân đến, nghiệm thu, chất lượng của đám, lò đỉnh, này. Đây đối với việc ông ta có thể luyện thành công, thiên quỷ hàng hay không, rất quan trọng. Sự thật chứng minh suy đoán của cơ khinh xa là rất có lý ma cưu đại quốc sư chỉ liếc nhìn cô một cái liền chậm rãi bước qua phòng giam tiếp theo nói một cách tương đối biểu hiện của bảy người nam nữ kia thì tệ hơn nhiều nhìn thấy ánh mắt của ma cưu tất cả đều sợ đến run rẩy cô bé nhỏ tuổi nhất đó thậm chí còn khóc thét lên hoa hoa. trong đêm tĩnh lặng tiếng khóc chói tai đó đặc biệt thê lương ma cưu cười cười cũng không có ngăn lại chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó lại chậm rãi quay lại, một lần nữa dừng chân trước phòng giam của cơ khinh xa. Cô tên gì? Lần này, Ma Cưu đại quốc sư không lập tức rời khỏi, ngược lại còn nhìn cơ kinh xa cười hỏi, giọng điệu vô cùng ôn hòa. Theo sau lưng đại quốc sư là đám người gia văn, Gino cũng liếc nhìn nhau một cái, đều có chút kinh ngạc. Bọn họ đi theo đại quốc sư nhiều năm, biết rõ tính cách của ma cưu không hề dễ chịu như vậy. Câu nói, bình dị gần gũi, hoàn toàn không can hệ gì đến đại quốc sư nhưng không biết tại sao đột nhiên lại khách sáo với cơ khinh xa như vậy chỉ là một lò đỉnh mà thôi sẽ sớm trở thành thức ăn bị nuốt trừng bởi âm quỷ đâu cần phải biết rõ danh thánh của cô chứ cho dù có xinh đẹp đến đâu thì cũng đâu có ý nghĩa gì chứ tôi tên cơ khinh xa trong lòng của cơ khinh xa vẫn tràn đầy sự nghi hoặc nhưng vẫn nói thật với đại quốc sư về họ tên của mình ma cư gật gật đầu liền quay đầu lại ra lệnh mời cơ tiểu thư ra đây nói chuyện giả. Dạ. Ngục tốt phụ trách canh giữ bọn họ không hiểu lắm, nhưng vẫn thi hành mệnh lệnh của đại quốc sư một cách không chút do dự. Đối với họ mà nói, mỗi câu nói của đại quốc sư còn quan trọng hơn thánh chỉ của su đăng tối cao. Đại quốc sư giống như thần thánh trên trời, tuyệt đối không thể kháng cự lại. Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, cơ khinh xa hơi do dự, từ từ bước ra. Rõ ràng là, tình hình có chút ngoài dự đoán của cô. Ma cừu đại quốc sư mỗi lần đều không theo quy tắc mà làm. Cơ khinh xa từ từ bước đến cách trước mặt đại quốc sư vài mét, và dừng chân, vẫn nhớ rõ thân phận hiện thời của mình, cúi gầm mặt, không dám ngước mặt lên nhìn. Ma cừu đại quốc sư nhìn cô với vẻ hứng thú, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Cơ tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp mặt. Người bạn đó của cô có khỏe không? Sau một hồi, đại quốc sư cuối cùng đã mở miệng, mỉm cười nói ra từng câu từng chữ, đều giống như là sấm sét cuồn cuộn dáng ẩm ẩm lên đầu của cơ khinh xa cơ khinh xa ngẩng đầu lên sắc mặt có hơi chút thay đổi xinô theo sát phía sau đại quốc sư sắc mặt như màu đất tự mình đọc được thần sắc kinh hãi từ trong mắt đối phương ma cưu đại quốc sư vẫn mang nụ cười mắt nhìn cơ khinh xa không vội không vàng nói cơ tiểu thư không cần phải kinh ngạc như vậy mấy ngày trước cô đã từng thăm viếng trang viên của tôi khí tức của cô, sớm đã lưu lại ở đây. Tôi chỉ không ngờ rằng, cô lại một lần nữa đến thăm, hơn nữa còn dùng phương thức như vậy. Không thể không thừa nhận rằng, cơ tiểu thư là một người thông minh sáng dạ, gan cũng to thật đó chứ. Ma Cưu tôi đã 70 tuổi, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái to gan như vậy. Cơ khinh xa không khỏi cười khổ. Đây quả thật là điều cô không nghĩ tới. Cô chưa bao giờ coi thường ma cưu, trước khi đến ma cưu trang viên, cô đã dịch dung rất kỹ cải trang thành người khác biến đổi phần lớn dung mạo của mình, che đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình để không gây sự chú ý của người xung quanh. Cơ kinh xa của bây giờ, nhìn vào chỉ là một cô gái trẻ có tướng mạo không tệ, dáng người khá chuẩn mà thôi, chứ không có điểm gì đặc biệt. Sự thật chứng minh, cô đã đánh giá thấp sự thần kỳ của hàng đầu thuật. Nói cách khác, cô đã đánh giá thấp năng lực của ma cưu đại quốc sư. Sự tình đã qua 10 ngày, không ngờ ma cưu đại quốc sư vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra khí thức của cô. Theo như cơ khinh xa biết, đây lẽ ra là một loại bản năng nào đó của động vật, con người hẳn là không có năng lực như vậy. Đương nhiên, hàng đầu thuật cũng giống với tất cả những phép thuật khác, đều có thể cường hóa bản năng của con người, chỉ là cách cường hóa không giống nhau. Cơ tiểu thư, nếu cô đã là người thông minh, tôi nghĩ cô hẳn là hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Tôi tin là chúng ta có thể nói chuyện một cách đàng hoàng, tôi hy vọng cơ tiểu thư là một đối thủ đáng để tôi kính trọng. Nếu cơ tiểu thư có ý đồ phá vây, vậy thì không tốt rồi, sẽ phá hỏng bầu không khí giữa chúng ta, đó sẽ là tình cảnh mà tôi không muốn nhìn thấy. Ma cưu đại quốc sư nói một cách chậm rãi, giọng điệu chắc chắn vô cùng, dường như tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của ông ta. Cơ tiểu thư hẳn là hiểu rõ, ở trước mặt tôi, cô không có bất cứ cơ hội chạy trốn hoặc phản kháng nào. Đương nhiên, người bạn đó của cô đến kịp, tình hình có lẽ sẽ khác. Nhưng mà, nếu tôi đoán không sai, người bạn đó của cô có lẽ sẽ không đến vào lúc này. Hắn có khả năng sẽ xuất hiện trong lúc tôi chính thức bắt đầu tu luyện, thiên quỷ hàng, canh lúc tôi không để ý, kích tôi một đòn chí mạng, có phải vậy không, cơ tiểu thư? Của là một kế hoạch không tệ. Ma cư cười, dựng một ngón tay thẳng lên, lay nhẹ trước mặt mình hai cái, dường như đối với kế hoạch này, mang đầy lòng khen ngợi. Cơ khinh xa nhìn chừng chừng vào gương mặt ngăm đen của ma cưu, đồng tử co rút lại. Chỉ là, trong lòng cô cũng hiểu rõ, lời nói của ma cưu là sự thật, với tình hình trước mắt, bất kể là phá vây hoặc là phản kháng, cô cũng không có nửa phần cơ hội thành công. Nơi này ngoài ma cưu ra, còn có khá nhiều đại hàng đầu sư, dựa vào khí tức phát ra trên người của họ, cơ khinh xa đã có thể đoán được, trình độ hàng đầu thuật của họ tuyệt đối không kém hơn Gino. À, đúng rồi, quên thỉnh giáo, cao danh quý tánh của người bạn đó của cô. Tiêu phàm, cơ khinh xa trả lời rất đơn giản, câu hỏi như vậy, không cần phải giấu giếm, hóa ra là tiêu tiên sinh. Thật sự rất hy vọng có thể mau chóng gặp tiêu phàm tiên sinh, thời khắc đó tôi rất mong chờ. Thái độ của ma cưu đại quốc sư, càng tỏ vẻ tao nhã hơn, nhìn không ra bất cứ biểu hiện không hài lòng hay tức giận nào. Xin đại quốc sư yên tâm, hắn nhất định sẽ đến. Nhưng, e rằng đối với đại quốc sư mà nói, đó không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ thoải mái gì. Cơ khinh xa đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thản nhiên đáp. Ma cưu đại quốc sư mỉm cười nói. Cơ tiểu thư, tôi có thể dự cảm được, cuộc gặp gỡ giữa tôi và tiêu tiên sinh là không thể tránh khỏi. Bất kể cô có tin hay không, đây chính là số mệnh. Tôi tin, cơ khinh xa nói không chút do dự, chương 537, thủ đoạn sấm xét. Chỉ có điều, đại quốc sư, số mệnh chỉ là cách nói của giới pháp thuật ở Hoa Hạ Quốc chúng tôi, tôi thật không biết là đại quốc sư cũng tin cái này. Ma cưu dại quốc sư nói, cơ tiểu thư, pháp thuật khắp thiên hạ này, khi đạt đến cảnh giới cao thâm nhất, thật ra đạo lý đều tương thông cả. Ở điểm này, cơ khinh xa hoàn toàn đồng ý. Tiêu phàm đã từng nói, đại đạo tri cực, vạn pháp đều thông. Xem ra, đạt đến trình độ như bọn họ, khi nhận thức về nhiều vấn đề, đều có thể trực tiếp nhìn thấu được bản chất của nó. Cơ tiểu thư, cô biết không, tôi rất tò mò về tiêu tiên sinh, hy vọng cô có thể giúp tôi tăng thêm hiểu biết về tiêu tiên sinh, tin chắc cơ tiểu thư sẽ không phản đối chứ. Ma cưu lại nói một cách nho nha lễ độ, cơ khinh xa cười cười, thản nhiên nói. Đại quốc sư, chẳng lẽ vì tôi là phận nữ lưu, ông liền xem thường tôi sao? Ma cưu vội lắc đầu, cười nói. Không không, cơ tiểu thư hiểu lầm rồi muốn khiến người khác nói lời thật hàng đầu sư chúng tôi có rất nhiều thủ pháp tin chắc trên thế giới này không một ai có thể giỏi việc truy hỏi hơn chúng tôi chỉ là cơ tiểu thư là khách quý tôi không hy vọng dùng những thủ pháp này lên người của cơ tiểu thư đối với một cô gái xinh đẹp như cơ tiểu thư mà nói làm như vậy chẳng phải là quá mạo phạm hay sao nhưng cơ tiểu thư nên biết rằng việc tu luyện thiên quỷ hàng đối với tôi mà nói thật sự rất quan trọng không cho phép bất cứ ai phá hoại nó cho dù là cao nhân như tiêu tiên sinh, cũng tuyệt đối không thể. Cho nên, nếu cơ tiểu thư nhất quyết không chịu hợp tác, sẽ khiến tôi rất khó xử. Cơ tiểu thư là nữ trung hào kiệt, tin chắc sẽ không làm nên những chuyện phá hoại phong cảnh như vậy. Cơ khinh sa nhíu mày nói. Nếu tôi không hợp tác, đại quốc sư sẽ gỡ yêu ta ết tôi phải không? Ma cư bật cười ha hả, lắc đầu liên tục nói. Cơ tiểu thư hiểu lầm rồi, trong hàng đầu thuật của chúng tôi, có nhiều thủ pháp có thể khiến người ta sống không bằng chết. Gờ yêu ta ít người, quả thật chỉ là hạ đẳng mà thôi. Tuy nhiên, bất kể thể nào, tôi vẫn phải cảm ơn cơ tiểu thư trước, đã giúp tôi thanh lý bọn phản đồ trong môn phái. Ngữ điệu của ma cưu, vẫn không hề vội vàng hấp tấp. Trong giọng nói lại càng lộ vẻ nhẹ nhàng. Dầm, di nô quỳ mạnh xuống, hướng về phía ma cưu dập đầu, kêu lên. Sư phụ, là lỗi của đệ tử, đệ tử đã phạm phải sai lầm lớn, xin sư phụ thứ tội cho một lần này. Giọng nói run lên một cách không thể ngăn chặn. Liền trong lúc này, Phạm Anh hô to một tiếng, dưới chân xê dịch một cái, thân mình vọt về phía cửa nhanh như điện xẹt. Đối mặt với tình hình quẫn bách muôn phần giống như vậy, cách xử trí của hai sư đồ bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Quan hệ sư đồ cùng với quan hệ cấp trên cấp dưới, nhiều năm, định sẵn là Zino không dám có bất cứ ý niệm phản kháng nào trước mặt của Mako. Ngoài việc cần xin tha thứ, gã không còn lựa chọn nào khác. Phạm Anh thì không giống như vậy, Phạm Anh chưa từng thật sự nể phục qua một ai. Đối với Zino là lợi dụng, đối với Tiêu Phạm là sợ hãi, đối với Ma Cưu cũng là sợ hãi. Một khi tình hình không ổn, bất kỳ ai cũng không thể khiến cho Phạm Anh phải khoanh tay chịu chết. Trong lòng Y hiểu rõ, Ma Cưu không phải là Tiêu Phạm, tuyệt đối không có lòng nhân nghĩa như vậy một vị đại hàng đầu sư suốt đời tôn sùng nguyên tắc, cường giả vi tôn, gờ yêu ta ít người vô số, làm sao lại dễ dàng tha thứ cho môn đồ đã phản bội mình như vậy chứ? Nhất là Phạm Anh, chỉ là nửa đường xuất ra. Trước đó, Phạm Anh thậm chí còn chưa gặp mặt ma cưu được vài lần. Giữa hai người, hoàn toàn không nói được tình nghĩa sư môn gì. Ma cưu, hừ, lạnh một tiếng, nhưng không ra tay ngăn cản Phạm Anh. Ở đây không chỉ có một mình ông ta, hậu bối như Phạm Anh, vẫn chưa có tư cách khiến ông ta phải đích thân ra tay. Quả nhiên, không đỡ ma cưu ra lệnh, Gia văn cùng một tên đại hàng đầu sư liền đông thủ, rút ra một pháp khí, pháp lực dưới chân, liền đuổi theo Phạm Anh. Âm bộc trong cơ thể người này có chút dị thường, có lẽ đã bị người khác động tay chân trước. Ma cưu lạnh lùng nói, chỉ cần nhắc nhở một câu như vậy, gia văn bọn họ tự nhiên sẽ biết cách phòng bị như thế nào. Cứ trì hoãn một chút như vậy, Phạm Anh đã chạy tới tận cửa. Trở nên gấp gáp hơn, vài tên thủ vệ giám ngục bình thường vừa mới rút súng ra, vẫn chưa kéo chốt bảo hiểm, chỉ thấy trước mắt một tia sáng lóe lên, ba bốn tên giám ngục đồng thời ôm cổ, ngã thẳng xuống đất. Giữa cổ của bọn họ, không ai ngoại lệ đều cắm một thanh phi tiêu đuôi én sáng lấp lánh, những dòng máu đỏ tươi chảy ra không ngừng. Thời khắc sinh tử, Phạm Anh ra tay không chút nương tình. Những thủ vệ bình thường đó, làm sao là đối thủ của truyền nhân chính tông phái Long môn chứ? g ít chết vài tên thủ vệ lại thoát một cái phạm anh đã chạy ra khỏi nhà giam trốn vào trong bóng đêm thanh vắng chạy đi đâu gia văn cùng với những tên đại hàng đầu sư khác hét lớn chân trước chân sau đuổi ra đến cửa cứ g iota ít chết không cần bắt sống ma cưu thản nhiên dặn dò một câu từ vậy có thể thấy lòng hận thù của đại quốc sư đối với tên phản đồ này là nhiều như thế nào người càng quyền cao chức trọng càng có thế lực mạnh thì càng khó mà tha thứ cho sự phản bội của đệ tử đối với mình. Đối với họ, đây không những là thất bại, mà còn là sự sỉ nhục. Một vị lãnh tụ bị thân tín tâm phúc của mình phản bội, chứng tỏ về phương diện năng lực hoặc là sức hấp dẫn cá nhân có tồn tại chỗ thiếu hụt. Đây hoàn toàn là điều mà một nhân vật lớn không nguyện ý thừa nhân. Cơ khinh xa khẽ động thân hình mềm mại. Mà cư bỗng nhiên quay mặt lại, nhìn về phía cơ khinh xa, trên mặt liền hiện lên nụ cười, nói cơ tiểu thư nghe hiểu ngôn ngữ của người thành lạc già chúng tôi à câu dặn dò vừa rồi của ông ta chính là dung tiếng lạc già để nói rất rõ ràng cơ khinh xa nghe hiểu được đúng đại quốc sư tôi đã học qua 3 năm ở đại học hoa nhân ở thành lạc già Mà cư như giải được khúc mắt liền hiểu ra thì ra là thế xem ra cơ tiểu thư rất hiểu rõ bộ tộc chúng tôi khó trách lại có gan xâm nhập vào trang viên này cơ tiểu thư tôi có chút tò mò, các người là làm thế nào tính kế Gino vậy? Vừa nghe lời nói này, không đợi cơ khinh xa trả lời, Gino lại dập đầu lần nữa, chán đập mạnh xuống nền nhà bằng đá, phát ra tiếng, dầm. Lúc ngẩng đầu lên, chán của Gino đã bầm một mảng, sưng khá to. Sư phụ minh giám, đệ tử thực sự bị ép buộc. Một câu chưa dứt, mà cư mạnh mẽ phất tay áo. Lời giải biện của Gino đột nhiên dừng lại, hai tay ra sức che lấy cổ của mình, há to miệng, tìm cách hít thở hết sức mình, nhưng lại hết sức khó khăn. Khuôn mặt ngăm đen trong nháy mắt liền nghẹn lại thành màu xanh tím tái. Đối với tình cảnh quần bách của Zino, cơ khinh xa không hề cảm thấy thông cảm, cười cười nói. Đại quốc sư, môn sinh đắc ý này của ngài, kỳ thật cũng không thông minh lắm. Rất dễ tin người, Phạm Anh cho gã một chút lợi lộc, gã liền quên thân phận của mình, cam tâm tình nguyện cùng Phạm Anh làm việc. Bất luận Phạm Anh nói gì, gã cũng tin mà không chút nghi ngờ chỉ số thông minh như vậy, muốn đối phó với gã thật sự quá dễ dàng. Không giấu gì ông, đại quốc sư, bản thân ông tuy thần công cái thế, không ai địch nổi, nhưng trình độ của đám đồ đệ thật nói không dám khen. Nếu được một nửa, à không, được một phần ba bản lĩnh của ông thôi, chúng tôi chưa chắc có thể giữ gã lại dễ dàng như vậy. Tôi bia ngay là do Phạm Anh dở trò, cơ tiểu thư, người hoa các người thật sự rất xảo quyệt. Nhiều năm như vậy, bóc lột đất của chúng tôi còn chưa đủ sao, cả tiêu tiên sinh cũng không ngại đường xa mà chạy đến đây, đối phó với tôi. Cơ tiểu thư, nói thật với cô, tôi đang rất tức giận. Mặt ma cừu biến sắc nói, ngữ khí trở nên nghiêm túc, tay ông lại phất về phía sau. Zino buông tay che cổ xuống, miệng há to, giống như cá mắc cạn vậy. Hít thở khó khăn, sắc tím trên mặt tan dần, lập tức kêu to lên. Sư phụ, sư phụ, người nói chí phải, người hoa bọn họ quả thật quá xảo trá tên phạm anh khốn kiếp đó, tôi đối tốt với gã như vậy, gã lại phản bội tôi, phản bội, bất cổ phái, của chúng ta, quả thật là tội đáng chết vạn lần. Sư phụ, sư phụ, bọn họ còn hạ độc trên người đệ tử, ép đệ tử phản bội người. Xin sư phụ nhất định phải cứu đệ tử, đệ tử, đệ tử hận đến muốn gợi yêu ta chết bọn chúng. Lúc này, muôn vàn sai lầm ngàn vạn tội lỗi, tự nhiên liền đổ hết lên đầu của Phạm Anh về phần tiêu phàm rốt cuộc đã hạ độc lên người của gã hay là cấm chế, lúc này, đâu thể nào giải bày một cách rõ ràng như vậy được, tóm lại là thứ độc có thể lấy mạng con người ta. Ma cưu chừng mắt nhìn gã một cái, để mặc cho gã ở đó dập đầu xin tha. Liền trong lúc này, ở đằng xa truyền đến một tiếng rú thảm hết sức thê lương. Chính là tiếng của Phạm Anh. Sự thê lương tuyệt vọng đó, khiến cơ khinh xa cũng kìm không được dùng mình một hồi. Một lát sau, ngoài cửa vang lên một tiếng bước chân rồn rập, Gia Văn cùng một tên đại hàng đầu sư khác bước nhanh về nhà giam. Gia Văn vung tay một cái, xoạch một vật hình cầu dướm máu rơi mạnh xuống nền nhà bằng đá. Nhìn kỹ mới thấy, đó chính là thủ cấp của Phạm Anh. Hai tên người thổ man dợ này, không ngờ lại chặt mất đầu của Phạm Anh. Nhưng chỉ có như vậy, mới là phương thức tốt nhất để chứng tỏ bọn họ đã triệt để thi hành mệnh lệnh của Ma Cư. Nhìn thấy thủ cấp dính đầy máu tươi của Phạm Anh, trong lòng cơ khinh xa cũng có chút cảm khái. Đối với việc lúc đầu tiêu phàm đồng ý tha mạng cho Phạm Anh, còn hứa là sau khi việc thành sẽ phân cho y một phần ba gia sản của Phạm gia, cơ khinh xa lúc đó có chút không đồng tình lắm. Làm một trọng tài trí cực trong thế giới ngầm của thành phố Thiết Môn Hát, cơ khinh xa cho rằng hết thảy vẫn phải tuân thủ quy tắc. Người như Phạm Anh, chết là phải. Nhưng cơ khinh xa cũng không ngờ rằng, Phạm Anh lại chết thảm như vậy, đầu lìa khỏi cổ. Nói một cách tương đối, cách chết như vậy thật sự quá mức thê thảm. Ma cư gật đầu hài lòng, khen ngợi nói. Gia văn, làm tốt lắm. Gia văn lập tức cúi đầu hành lễ, cao giọng nói. Đa tạ đại quốc sư khen ngợi, đối phó với bọn người hoa quỷ kế đa đoan này, không cần phải khách sáo. Ha ha, nói có lý lắm. Ma cư cười phá lên, lại nhìn về phía của cơ khinh xa, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn cơ khinh xa toàn thân từ trên xuống dưới. Cơ tiểu thư, anh bạn của cô cũng đã xong đời rồi. Vậy cô có muốn biết, ta chuẩn bị xử trí cô như thế nào không? Cơ khinh xa nói một cách lạnh lùng. Đại quốc sư, ông lầm to rồi, Phạm Anh không phải là bạn của tôi. Cho dù hôm nay ông không gờ yêu ta ết gã, sau này nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ gờ yêu ta ết chết gã thôi. Được rồi, vậy thì tùy cô, cơ tiểu thư, cô không cần phải lo, ta bây giờ sẽ không gờ yêu ta ết cô đâu. Đối với ta mà nói, cô vẫn còn giá trị lợi dụng khá lớn. Cô chính là con mồi tốt nhất để nhử tiêu tiên sinh, một cô gái xinh đẹp giống như cô, ta tin chắc là bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ không trợn mắt nhìn cô chết đâu, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực xông tới cứu cô. Ta sẽ đợi đến khi tiêu tiên sinh đến, cho cô thấy hắn sẽ lọt vào bẫy của ta như thế nào. Người hoa các người không phải là thích dùng kế lắm sao? Lần này, ta rất muốn để bọn ngươi nếm thử mùi vị bị trúng kế là như thế nào sau đó sẽ ở trước mặt hắn, để âm bộc của ta rút cạn linh hồn của cô từng chút, cuối cùng biến thành một bộ phận cơ thể của ta. Cơ tiểu thư, xin cô tin tưởng ở ta, ta nhất định nói được làm được, quyết không nuốt lời. Nói xong, Ma cư lại ngẩn cao đầu cười lớn. Trong đêm thanh vắng, tiếng cười truyền ra xa, tựa như cú đêm cuồng kêu, nghe trong tai của người ta, một cảm giác khó chịu nói không nên lời. Chương 538, Cạm bẫy của đại quốc sư mặt trời chói trang nhô lên cao. Tháng 8 ở giáp lục đảo nóng như thiêu như đốt. Trong nhà nghị sự tại trang viên ma cưu lại một mảnh mát mẻ. Không phải là bởi vì trang viên ở chỗ sâu trong rừng mưa, mà là vì nhà nghị sự lắp máy điều hòa công suất lớn. Hàng năm ở lại trong Hoàng Cung, ma cưu đại quốc sư cũng không bài xích sản phẩm khoa học kỹ thuật hiện đại hóa. Ma cưu trang viên nhìn qua cổ xưa, trên thực tế trình độ hiện đại hóa cũng không thấp. Ma Cưu vẫn đang mặc trang phục truyền thống hoa lệ thêu viền vàng, tròm dâu dưới cầm được cắt tỉa chỉnh tề, cả người có vẻ cực kỳ chấn hưng. Trải qua mấy ngày tính dưỡng điều tức, đại quốc sư hiện tại thể xác và tinh thần đều nằm trong trạng thái đỉnh cao nhất. Chịu sự ảnh hưởng của đại quốc sư, toàn bộ nhà nghị sự không khí đều có vẻ vô cùng dâng trào. Nhóm đại hàng đầu sư đang ngồi, từng người từng người thần thái sáng láng, vẫn duy trì tràn đầy ý chí chiến đấu. Sino và cơ khinh xa đương nhiên là ngoại lệ, Ban đầu tại nhà nghị sự này, Gino mỗi lần đều là ngồi ở vị trí bên tay trái ghế chủ tịch, vô cùng bắt mắt. Những năm ma cư ở tại Hoàng Cung, đa số thời điểm triệu họp nghị sự, vị trí chủ tịch đều là để chống, Gino là chủ tịch trên thực tế. Lúc này đây, Gino ngồi ở vị trí gần cuối nhất, địa vị thậm chí còn không bằng cơ khinh xa. Sắc mặt xám xịt, cúi thấp đầu, không dám nhìn bất cứ người nào trong đại sảnh nghị sự. Gino rất rõ ràng, y hết thảy đều đã xong rồi, có thể giữ được tính mạng hay không còn phải xem thiên ý như thế nào về phần những thứ khác tốt nhất không cần nghĩ chỉ trở nên thương tâm mà thôi đây là một loại tình hình cực kỳ kỳ lạ toàn bộ nhà nghị sự đều là nam nhân thổ dân bản địa dáng người thấp bé khuôn mặt ngăm đen cơ khinh xa một cô gái người hoa xinh đẹp xuất chúng dáng người quyến rũ làn da trắng nõn trơn mềm như vậy ngồi ở trong đó thực sự là hai hình thái trái lập hoàn toàn quả thực chính là dở ông dở thằng nhưng ma cưu đại quốc sư phân phó như vậy, ai dám hỏi nhiều. Đừng thấy đại quốc sư khí sắc khá tốt, dường như tâm tình cũng hơi tệ. Nhưng ai cũng hiểu được, bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội, là cái cảm giác gì. Lúc này đi chọc giận đại quốc sư, thật sự là chính là tự tìm đường chết. Gia văn, chuẩn bị thế nào rồi? Ma cưu đại quốc sư quay đầu nhìn về phía đại hàng đầu sư Gia Văn ngồi ở một vị trí bên trái, sắc mặt hiền hòa, giọng nói thân thiết. Từ an bài vị trí này, dường như có thể nhìn ra được, mà cựu đại quốc sư đã quyết để ra văn tiếp nhận Gino, đảm nhiệm vị trí đại tế ti của bất cổ phái, sau ông ta. Vốn ngoại trừ Gino, mà cựu còn có đệ tử thân truyền. Nhưng mà đệ tử thân truyền cơ an ni và giang trừng về hàng đầu thuật không kém gì Gino kia, mấy ngày trước đó đã bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp phục hồi như cũ. Kế hoạch đại quốc sư tu luyện, thiên quỷ hàng, lại vô cùng cấp bách trong lúc này chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Gia Văn, một nhân vật trọng yếu trong phái ngày thường khá là bất hòa, không có chỗ tốt nhất định. Gia Văn lại không chắc sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho Đại Quốc Sư. Tại thời điểm quan trọng, chỉ cần gã buông thả một chút, chính là Đại Phiền Toái. Lúc này, đối với gã không có gì hấp dẫn bằng cái vị trí Đại Tế Ti kia. Nghe Ma Cưu hỏi, Gia Văn lập tức khom người, kính cẩn nói. Báo cáo sư thúc, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng đại trận này sẽ do con tự mình chủ trì, tổng cộng 21 đệ tử tham dự. Ba người chủ trì nhãn trận đều là đại hàng đầu sư, còn có hai linh sủng sư thúc tự mình nuôi dưỡng cũng tham dự trong đó. Cái tên người hoa kia không đến thì thôi, chỉ cần hắn dám đến, tuyệt đối là chui đầu vô lưới, chỉ còn đường chết. Nói tới đây, gia văn giọng điệu trở nên mãnh liệt, ánh mắt xéo qua liếc nhìn cơ khinh xa đang ngồi ở góc đối diện một cái, có chút ngạo khí ma cừu đưa tay vuốt vuốt tròm dâu hoa dâm ngắn trầm giọng nói gia văn không thể khinh thường theo cơ tiểu thư nói tiêu tiên sinh là một trong những cao thủ thuật pháp mạnh nhất hoa hạ đối phó với một cao thủ lớn như vậy chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận phải suy xét sự tình một cách toàn diện cố gắng không lưu lại cho dù là một chút sơ sót gia văn cao giọng nói xin sư thúc yên tâm nếu như vậy thuật pháp hoa hạ cũng không cao minh hơn so với hàng đầu thuật nam dương chúng ta nếu bố trí như thế, còn không đối phó được một mình hắn, không cần sư thúc trừng phạt, còn sẽ tự sát tạ tội. Vị gia văn đại hàng đầu sư này là tạm thời điều vào trang viên Ma Cư, đêm hôm Tiêu Phàm xâm nhập vào trang viên, gia văn không có ở đó, không có thấy tận mắt thủ đoạn của Tiêu Phàm. Đối với vị đại thuật sư người Hoa này, không hề nhận thức, cũng càng chưa nói tới sợ hãi. Thân là đại hàng đầu sư, gia văn cả đời này cơ bản chưa từng thất bại, gần như được cho là bách chiến bách thắng loại tự tin siêu cường có được trong thực chiến này cũng không phải cơ khinh xa nói mấy câu là có thể hù sợ ma cư lúc này mới vừa lòng gật gật đầu cười nói được tốt lắm chỉ cần ngươi xử lý được tên hoa hạ này vị trí đại tế ti sẽ là của ngươi mặc dù gia văn đoán được ma cư có ý tứ này nhưng ma cư chưa bao giờ chính mồm nói qua lần này trước mặt mọi người chính mồm đồng ý gia văn không khỏi mừng rỡ lập tức đứng dậy cung kính bái ma cư giọng cung kính tạ ơn sư thúc, con nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tốt, tốt. Ma cưu liên tục vuốt cầm, tươi cười chân thành. sino nô mặt xám như cho tàn. Sư phụ ngay trước mặt y, hứa giao vị trí đại tế ti cho gia văn, có thể thấy được ở trong suy nghĩ của sư phụ, y cho dù không phải người chết, cũng không khác gì nhiều. Cơ tiểu thư, giới thiệu cho cô một chút, vị gia văn này là sư chất của ta, cũng là đại hàng đầu sư kiệt xuất nhất, bất cổ phái chúng tôi sau tôi, anh ta chính là đứng đầu một phái của bất cổ phái. Ma Cưu lập tức nhìn về phía cơ khinh xa, khẽ cười nói. Sư thúc quá khen. Gia văn vội vàng lại không người, thần sắc ngạo nghễ trên mặt cũng là càng thêm rõ ràng. Cơ khinh xa thản nhiên nói. Gia văn đại hàng đầu sư, hạnh ngộ. Gia văn cười lạnh một tiếng, ngóc đầu lên, lý không thèm để ý. Gã rất rõ, Ma Cưu sở dĩ đối với cơ khinh xa khách khí như vậy, kỳ thật chính là trò chơi, mèo bắt chuột, điển hình. Ở trong nội tâm Ma Cưu, sớm đã hận những người hoa đối nghịch với ông ta đến thấu xương. Tiêu phàm lần trước xâm nhập vào Ma Cưu trang viên, làm thương nặng 12 âm quỷ, khiến cho mạo hiểm Ma Cưu tu luyện, thiên quỷ hàng thêm gia tăng. Trong lòng Ma Cưu, hận không thể ăn thịt cả da lẫn xương. Ma Cưu là cố ý để cơ khinh xa nghe được bố trí của bọn họ, khiến trong nội tâm cô không kìm được lo lắng cho tiêu phàm, chịu nhiều dày vò kẻ thù càng thống khổ ma cư lại càng là vui mừng nói cách khác cơ khinh xa hiện tại chẳng qua chỉ là đạo cụ lấy lòng ma cư mà thôi một đạo cụ chắc chắn chết như vậy gia văn cũng không có tâm tình hàn huyên khách khí với cô hơn nữa ở trong này ma cư mới là diễn viên chính vĩnh viễn tuy rằng đã trước mặt mọi người hứa giao vị trí đại tế ti cho mình gia văn cũng hiểu được bản thân mình vẫn là vai phụ bất kể là khi nào vai phụ cũng không nên đi đoạt nổi bật hơn diễn viên chính. Bằng không, vai phụ như vậy sớm hay muộn sẽ bị diễn viên chính ghen ghét. Đối với biểu hiện này của Gia Văn, Ma Cưu hết sức hài lòng, mỉm cười nói với cơ khinh xa. Cơ tiểu thư, Gia Văn đã bày ra một cảm bẫy rất lớn, liền đợi tiêu tiên sinh chui vào. Cô cảm thấy, một khi rơi vào cái bẫy này, tiêu tiên sinh có mấy phần hy vọng còn sống. Cơ khinh xa liền mỉm cười, tươi cười quyến rũ, mắt nhìn Ma Cưu, từ từ nói. Đại quốc sư, ông hỏi sai rồi. Ông nên hỏi là, sau khi tiêu phàm đến đây, gia văn bọn họ có thể còn mấy người sống sót. Gia văn sắc mặt lập tức trầm xuống, trợn mắt nhìn cơ khinh xa. Cơ khinh xa không chút để ý tới trạng thái của gia văn, tiếp tục cười nói. Gia văn đại sư, người hẳn là may mắn, tiêu phàm là một người nhân từ. Chỉ cần các ngươi không quá chọc giận hắn, tin tưởng hắn sẽ giữ lại cho các ngươi một cái mạng. Đương nhiên, nếu như muốn trăm phần trăm giữ được tính mạng, biện pháp tốt nhất chính là, trước khi hắn đến, khẩn trương chạy. Chạy trốn càng xa càng tốt, tốt nhất đến đầu cũng đừng mảnh lại. Bằng không, người thật sự sẽ phải hối hận. Ngữ khí của cơ khinh xa càng thêm thư giãn thích ý, thật giống như đang kể một sự thật, tự nhiên như vậy. Im miệng, gia văn giận dữ, mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt lửa giận bùng cháy mạnh, tay phải vừa nhấc, định ra tay với cơ khinh xa. Ma cưu đại quốc sư bật cười ha hả, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng phất xuống. Gia văn chỉ cảm thấy một cỗ sức lực khổng lồ mãnh liệt tới, đến nửa điểm kháng cự đều không có, liền theo cổ cự lực này ngồi xuống, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Trên thực tế, Gia văn chưa bao giờ thực sự lĩnh giáo qua thủ đoạn của đại quốc sư. Khi gã vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi ngây thơ, Ma cưu đã là đại tế ti của bộ lạc người lạc già, đứng đầu bộ tộc, Gia Văn vừa mới bước vào giới hàng đầu bắt đầu học hàng đầu thuật, Ma Cư cũng đã là đại quốc sư uy chấn cả nước đan mạn. Gia Văn vĩnh viễn đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên đệ nhất hàng đầu sư cao cao tại thượng. Loại sự tình giao thủ với Ma Cư đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên Gia Văn cũng giống với rất nhiều hàng đầu sư khác của bất cổ phái đối với Ma Cư chỉ là sùng bái mù quáng và kính sợ. Cho tới bây giờ cũng không biết thủ đoạn của đại quốc sư rốt cuộc cao minh đến tình trạng nào lần này, Gia Văn xem như đã lĩnh giáo rồi. Sâu không lường được, cho dù Gia Văn đối với bản thân mình có tự tin hơn chăng nữa, trong nháy mắt liền hiểu được, ở trước mặt ma cưu đại quốc sư, mình non nớt như đứa trẻ, căn bản không thể có bất luận gì tâm gì. Nếu không, đại quốc sư lấy tính mạng mình, dễ như trở bàn tay. Cơ tiểu thư, cô là một nữ nhân rất giỏi, hiểu được đánh tâm lý như thế nào. Giỏi, vô cùng giỏi. Ma cưu khoát tay ngăn Gia Văn lại, Mỉm cười nói với cơ khinh xa Người phụ nữ trí dũng song toàn như cô Lại rất xinh đẹp như vậy Tôi cả đời này đều rất ít gặp qua Nói thật với cô Cho dù là vương hậu và mấy vị công chúa của chúng tôi Ta thấy so sánh với cơ tiểu thư Đều kém rất xa Đáng tiếc a, à, Số lượng âm nữ của ta vừa vặn Không thừa một cái nào Nói cách khác Ta vẫn là thật sự không muốn thương tổn cô Nói xong Mà cưu lắc lắc đầu Dường như thật sự tiếc nuối cho cơ khinh xa nếu ta trẻ hơn 30 tuổi, có lẽ ta sẽ cưới cô. Mà cưu đại quốc sư lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, đại quốc sư cả đời chưa lập gia đình. Tất cả mọi người đoán là đại quốc sư quá say mê nghiên cứu hàng đầu thuật, bởi vậy không có ý định lập gia đình, dưỡng dục con cháu hậu đại. Hiện tại, không ngờ ngay trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, có thể thấy được ông ta đối với cơ khinh xa là tán thưởng bực nào cảm ơn đại quốc sư, đây là câu nói khiến tôi cảm thấy vui nhất trong mấy ngày qua. Cơ khinh xa duyên dáng cười, tự nhiên hào phóng nói, không có chút sợ hãi. chương 539, xích viêm thảo thành thuộc bóng đêm mờ mịt, trăng non như đao. Trong nội thành trang viên ma cưu, mê cung thạch trận. Sương mù trên không nơi, thánh tuyền, bao trùm dày đặc mọi lúc đã thưa đi rất nhiều, gần như hoàn toàn không thấy dấu vết, thỉnh thoảng có thể thấy từng đợt từng đợt khói đen bay qua trên không trung. Chỉ có chút mát nhẹ, dường như âm khí điểm mạch của Thánh Tuyền đã bị hao tổn sạch. Văn nước bên ngoài, Thánh Tuyền, thoáng động, nếu không là một mảnh tối đen giống như một khối cửa sắt, thì nhìn qua không khác nước suối thông thường. Chính giữa, Thánh Tuyền, ba lá diệp phiến màu xanh xếp theo hình tam giác, chỉ có điều từ màu xanh biếc biến thành xanh nhạt, không sinh tươi ướt át bằng lúc trước, linh khí rồi rào tan biến dần, hầu như không còn, không khác mấy so với lá sen bình thường. Phía trên phiến lá, một đóa hoa hồng khoảng bằng chén trà nở rộ, trong gió đêm nhẹ nhàng khẽ rung động, mùi thơm ngát sông vào mũi. Cánh hoa giống như một loại hồng ngọc, thành trạng thái hơi mờ, tựa hồ cũng bị một loại mây tía bao bọc, sáng lóng lánh mê ly. Thật sự thu hút người ngắm vẫn là sức sống lạ thường ẩn chứa bên trong hoa hồng, ôm trọn linh khí đất trời, giống như đã không che giấu được, từng sợi từng sợi một chảy xuôi theo ra bên ngoài, khí tức sinh mệnh tràn đầy như biển. Cho dù là người rừng không có bất kỳ kiến thức gì, vừa thấy đóa hoa hồng này, trong đầu cũng ngay lập tức sẽ hiểu đóa hoa này đã nở rộ, đã hoàn toàn thành thục. Xích viêm thảo đã đến cảnh giới viên mãn nhất. Thậm chí, âm khí địa mạch của Thánh Tuyền cũng đã bị xích viêm thảo thành thục hấp thu sạch. Đại quốc sư ma cư mặc áo bảo đen hoa lệ viền thiêu kim tuyến, hai tay chắp sau lưng đứng một bên, Thánh Tuyền, nhìn, xích viêm thảo ở giữa, Thánh Tuyền, ánh mắt vô cùng sốt ruột, thật giống như thiếu niên trẻ tuổi đang yêu cuồng nhiệt đang chăm chú nhìn người tình của mình, mối tình thầm kín, nhưng lại không thể cố gắng che giấu trong lòng. 30 năm, ông ta đã đợi cây, xích viêm thảo, này 30 năm. Cuối cùng đã trưởng thành rồi. Mà ông ta chuyên tâm chuẩn bị tất cả mọi thứ 10 năm, hôm nay rốt cuộc cũng có thể phát huy tác dụng. Ở ngoài thạch trận, hai gã nam tử dân bản địa mặc phục sức truyền thống giống ma cưu đang đứng, dáng vẻ kính cẩn, Phong thái trang nghiêm, từ khí tức trên người có thể đoán được, đây là hai gã đại hàng đầu sư công lực thâm hậu. Bên cạnh 12 cột đá, cả thầy 12 gã hàng đầu sư khá trẻ đang đứng, đều là đồ tôn của Ma Cưu. Những hàng đầu sư trẻ tuổi này, trong tay nắm chặt đủ loại pháp khí hình dạng quái dị, vẻ mặt nghiêm túc, xen lẫn sự căng thẳng hồi hộp khó kìm nén. Lúc đại quốc sư tu luyện, thiên quỷ hàng, bọn họ chịu trách nhiệm thôi động thạch trận, phối hợp với đại quốc sư đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, một khi khinh suất sẽ gây thành đại họa. Cuối cùng, đại quốc sư ma cư vẫn luôn nhìn chăm chú vào, xích viêm thảo, chậm rãi xoay người lại, nhìn hai gã đại hàng đầu sư đang kính cẩn đứng ngoài thạch trận, trầm giọng phân phó. Bắt đầu đi. Vâng. Hai gã đại hàng đầu sư cùng đồng thanh trả lời, nửa chữ cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Nhưng chỉ một lát sau, một cỗ sát khí phóng lên cao, toàn bộ trang viên ma cưu trong nháy mắt liền bị ám khí nồng đặc này bao phủ. Loại tình hình này trước giờ chưa từng có, không nghi ngờ là loại cấm chế pháp trận lớn mạnh nào đó đã được khởi động rồi. Dặn dò xong hai gã đại hàng đầu sư, ma cưu lại xoay người sang chỗ khác, không nói lời nào. Ước chừng hai khắc qua đi, bên ngoài thạch trận vang lên tiếng bước chân ồn ào, một đội ngũ rất dài nối đuôi nhau vào. Một gã đại hàng đầu sư đi phía trước, theo sát phía sau chính là cơ khinh xa, Phía sau nàng, một gã thổ dân vác súng trên vai, mắt sáng ngời, chằm chằm nhìn nàng, chỉ sợ nàng có hành động bất thường gì đó. Những dương nam âm nữ khác cũng được, đãi ngộ, tương tự, phía sau mỗi người đều có thủ vệ mang súng, nghiêm mật giám thị. Những dương nam âm nữ thuần này dường như bị thuật pháp nào đó cấm chế, thân sắc có vài phần đờ đẫn, cũng không hề bị còng chân khóa tay, cứ như vậy lặng yên để bị áp giải đi về phía trước, động tác cũng rất cứng nhắc. Duy chỉ có cơ khinh xa là ngoại lệ, bước đi thoải mái, ánh mắt thanh tịnh, thậm chí trên mặt còn mang theo nét cười mỉm. Đoàn người này số người tuy nhiều, nhưng ngoài tiếng bước chân ồn ào ra, cũng không nghe được những âm thanh khác. Dưới sự chỉ bảo của đại hàng đầu sư, 12 dương nam âm nữ chia ra đứng cách biệt dưới cột đá. Cơ khinh xa đứng dưới cột đá gần đại quốc sư ma cưu nhất. Giờ phút này cơ khinh xa sớm đã xóa bỏ dịch dung, khôi phục dung quang tuyệt thế của nàng, vóc người cao gầy được bao quang bởi lớp sa y mỏng manh, đường nét vô cùng duyên dáng. Cơ tiểu thư, thế nào, nơi này khác với nơi trước kia cô gặp qua rồi chứ? Ma cưu đại quốc sư quay đầu nhìn về phía cơ khinh xa, mỉm cười nói. Cơ khinh xa cũng không e dè ánh mắt đảo qua chung quanh, lập tức lướt qua đỉnh đầu của đại quốc sư Ma cưu, dừng trên, xích viêm thảo, ở giữa, thánh thuyền, khuôn mặt có chút động. Đại quốc sư, xích viêm thảo, đã hoàn toàn thành thục sao? Ma Cưu nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đương nhiên, tối nay, tiêu phàm tiên sinh sẽ phải xuất hiện. Ta biết, hắn đến là vì, xích viêm thảo. Zino nói cho ông sao. Đúng rồi, đại quốc sư, Zino tiên sinh còn sống không? Ông có lẽ không tha cho ông ta. Ấn tượng của ta với người này không được tốt, hy vọng ông không bỏ qua cho ông ta. Cơ khinh xa khẽ mỉm cười nói. Nhắc tới Zino, sắc mặt ma cưu thoáng trầm xuống, nói. Cơ tiểu thư, điều này cô không cần quan tâm, chúng ta xử lý phản đồ, bất cổ phái, từ trước đến nay chưa từng có chút nhân từ. Tuy nhiên, Zino tạm thời sẽ chưa chết, y là thuốc an thần của tiêu phàm tiên sinh, cô hiểu không? Chỉ cần y còn sống, tiêu phàm tiên sinh sẽ tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng kế hoạch của các ngươi như thế là hoàn mỹ. Ông muốn để Zino đi dụ tiêu phàm mắc mưu. Cơ khinh xa không khỏi thấy buồn cười. Đại quốc sư, ông không nói đùa đấy chứ chỉ số thông minh của Zino, ngay cả ông cũng không thể gạt được, sao có thể giấu được tiêu phàm. Vẻ mặt ma cưu lại trầm xuống, cười lạnh nói. Xem ra cơ tiểu thư mù quáng tôn sùng tiêu tiên sinh. Được rồi, cho dù đúng như cô nói, Zino không lừa được hắn, vậy thì sao? Chỉ cần cô còn ở đây, chỉ cần hắn muốn hái, xích viêm thảo, hắn sẽ phải tới đây. Biết rõ đây là một cái bẫy, hắn cũng chỉ có thể nhảy vào. Hay nói cách khác, hắn thật ra là kẻ nhát gan ở thời khắc mấu chốt sẽ bỏ mặc cô lâm trận là bỏ chạy cơ khinh xa thản nhiên nói đại quốc sư chúng ta cũng không nhất định phải so miệng lưỡi ai lợi hại sự thật rốt cuộc như thế nào chúng ta cứ chờ rồi sẽ biết quá trình tu luyện của thiên quỷ hàng quả rất tuyệt tôi thật cao hứng có thể mắt thấy toàn bộ tiến trình ma cư cười cười nói đương nhiên đây cũng là điều ta muốn làm quá trình đặc sắc như vậy nếu như không có người thưởng thức sẽ rất tịch mịch tuy nhiên đợi thời điểm ta toàn lực ứng phó chỉ sợ không có thời gian chiếu cố tới cơ tiểu thư trước đó ta muốn làm chút công tác chuẩn bị tất yếu nếu ta không nhìn lầm cơ tiểu thư cũng là người trong đồng đạo hơn nữa trình độ thuật pháp cũng không thấp cơ khinh sa khẽ lắc đầu nói đại quốc sư quá khen tôi quả thật có nghiên cứu qua thuật pháp nhưng so với đại quốc sư đương nhiên là một trời một vực ha ha cơ tiểu thư khiêm tốn rồi bất kể thế nào tối nay, ta không cho phép xuất hiện sai lầm. Nếu làm cơ tiểu thư khó chịu chỗ nào, mong cô thứ lỗi cho. Xem ra, tôi cũng không có đường phản kháng. Chỉ sợ là như vậy. Đại quốc sư Ma Cưu khẽ vuốt cầm, cổ tay khẽ lật, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện lục mang chói mắt, một luồng khí tức vô cùng lớn trong nháy mắt hiện ra. Loại lục mang này, cơ khinh xa không phải thấy lần đầu. Tuy nhiên lần trước cách khá xa, nhìn Ma Cưu và đám người nguyên thành tử Tô Nam đánh nhau, chỉ cảm thấy lục mang này rực rỡ nhiều màu, trông rất đẹp mắt. Bây giờ mặt đối mặt rồi, cơ khinh sa rốt cuộc hiểu được loại bản lĩnh cao cường đại quốc sư Ma Cưu thi triển này đáng sợ tới mức nào. Ma Cưu chưa ra tay, sát khí lớn mạnh cũng đã ép tới mức người không thở nổi, thậm chí ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng trở nên hơi sình sạch, chuyển động không linh hoạt. Cơ khinh sa không kháng cự. Ở trong trung tâm trang viên của Ma Cưu, một mình đối mặt với đại quốc sư Ma Cưu, bốn phía hàng đầu sư tập trung. Nàng hiểu rất rõ, bất kỳ phản kháng nào cũng đều là dư thừa, tự dước lấy nhục mà thôi. Đối với sự chấn định của cơ khinh sa, ma cư dường như rất hài lòng, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Cô bé này, thật sự rất bình tĩnh, điềm tĩnh đến mức ma cư thiếu chút nữa hoài nghi phán đoán của ông ta, không phải ông ta đánh giá quá thấp người con gái hoa hạ này chứ. Hay là, tên tiêu phàm mà nàng nói kia, thật sự lớn mạnh như vậy, cơ khinh sa có sự tự tin tuyệt đối rằng tiêu phàm chắc chắn có thể cứu nàng ra ngoài. chương 540, khởi động. Tuy nhiên trong lúc này, Đại quốc sư Ma Cưu đã không có quá nhiều thời gian để tỉ mỉ cân nhắc những chuyện này. Loan đao giống trang lưỡi liềm, chậm rãi chuyển rời về giữa trời, thời cơ tốt nhất để tu luyện, thiên quỷ hàng đã tới gần. Cánh tay Ma Cưu khẽ động, ba điểm lục mang từ trong tay ông ta bay lên, chỉ trước mắt, hóa thành ba con bướm màu lục giữa không chung, lập tức liền bay tới đỉnh đầu cơ khinh xa, hai cánh dương lên rất to, một đầu kẹp xuống, không chút khó khăn xuyên qua lớp lụa mỏng trên người nàng, chui vào nhập trong cơ thể nàng. Cơ khinh xa chỉ cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ trong nháy mắt liền lan chảy khắp toàn thân nàng, tất cả xương cốt tứ chi đều trở nên ấm áp, thoải mái không thể diễn tả thành lời, thật giống như đang hưởng thụ an dưỡng ở suối nước nóng cao cấp nhất, không còn muốn nhúc nhích. Rõ ràng là hàng đầu thuật lợi hại nhất, hết lần này tới lần khác lại để cho người khoan khoái như thế, hàng đầu sư đệ nhất quả thực danh bất hư truyền cơ khinh sa thầm kinh hãi lập tức hít sâu một hơi muốn vận chân khí bên trong chống đỡ lại phát hiện loại cảm nhận đó của nàng không sai mà thật sự đã xảy ra ngay cả nửa phần nội lực chân khí nàng cũng không thể vận lại cứ như vậy đứng yên ở nơi đó khó mà di động dù là nửa phần thế nhưng ý nghĩ lại càng thêm tỉnh táo đại quốc sư ma cưu thản nhiên liếc mắt nhìn nàng nói cơ tiểu thư ta biết cô còn cất giấu một số loại đồ pháp khí nhưng không sao cô sẽ không có cơ hội thi triển ta chỉ cấm chế hoạt động của cô cũng không thương tổn tới linh hồn cô ta sẽ cho cô dung hợp với một gã đầy tớ sau cùng như vậy cô chẳng những có thể chứng kiến toàn bộ quá trình tu luyện thiên quỷ hàng biết đâu còn có thể nghe được tin tức khi tiêu phàm tiên sinh khinh suất nếu cô vận khí đủ tốt có lẽ các người còn có thể gặp nhau lần cuối sau khi luyện thành thiên quỷ giáng linh hồn cần mạnh hơn để củng cố cảnh giới, ta tin tiêu tiên sinh là nhân tuyển thích hợp nhất. Ma cư cười cười, nói không nhanh không chậm, giọng điệu ngạo nghế. Cơ khinh xa từ từ nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Giống như ma cư nói, cô quả thật còn cất giấu pháp khí, không chỉ một. Pháp khí bổn mạng của chính cô ngoài lạc giáp ra, còn có gương thiên cương. Vốn tưởng rằng có thể giấu được ma cư, nhưng thì ra chỉ là tự lừa mình mà thôi ma cưu biết rõ cô thân mang pháp khí cũng không để ý chút nào có thể thấy ông ta rất tự tin ma cưu cũng không nói thêm khoanh chân ngồi xuống cạnh thánh tuyền tay trái bấm quyết tay phải cầm một pháp khí màu đen hai mắt nhắm hờ miệng lẩm bẩm bắt đầu làm phép mặt ngoài thánh tuyền vốn yên bình lăn tăn ánh sóng dần dần gợn sóng nổi lên phần nước từng vòng từng vòng mở rộng thêm khói đen từng đợt từng đợt từ mặt nước bay lên Cơ khinh xa đang nhắm mắt chỉ cảm thấy toàn thân khẽ rung, một luồng khí lạnh kỳ lạ đập vào mặt, không thể không mở mắt ra. Chỉ thấy khói đen lờ mờ không ngừng hướng về phía, thánh tuyền, 12 pho tượng bạch ngọc trên hồ nước bốn phía không ngần ngại hấp thu vào trong. 12 pho tượng bạch ngọc vốn đã tinh xảo dị thường, bảo quang bên ngoài di động, sinh động như thật. Cơ khinh xa toàn thân pháp lực bị giam cầm, không cách nào vận nội thức để kháng cự lại giá lạnh, song chỉ trong khoảnh khắc, lại cảm thấy khí lạnh kỳ lạ này trực tiếp chui thẳng vào xương cốt, cắn chặt lấy răng. Ma Cưu nhíu hai hàng lông mày, thần sắc ngưng trọng, âm thanh thần chú trong miệng đứt quãng khó hiểu. Những dương nam âm nữ đang ở dưới những cột đá biệt lập kia vẫn bị đông cứng đến độ sắc mặt tím xanh, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt dại ra, không nói không rằng. Lạp chát đắc lý, lạp chát đắc lý. Chú ngữ của Ma Cưu vô cùng tối nghĩa, cơ khinh xa nghe không rõ ông ta rốt cuộc đang nói cái gì tuy nhiên theo những câu, lạp chat đắc lý, thường xuất hiện từ miệng ma cưu, cô cũng nghe được rõ ràng, càng về sau, tiếng chú ngữ càng gấp, tần suất xuất hiện của lạp chat đắc lý cũng càng nhiều. Khói đen bên trong, thánh tuyền, bay lên cũng ngày càng dày đặc, dần dần tập trung vào một pho tượng bạch ngọc. Pho tượng đó có dáng một thanh niên trẻ, theo mạch đất hấp thu âm khí ngày càng nhiều, mặt ngoài pho tượng bắt đầu sáng mập mờ, lóng lánh như mộng ảo. Cơ khinh xa ý thức được, có một số việc sắp xảy ra nơi đỉnh đầu pho tượng Bạch Ngọc, từ từ bốc lên một màn sương mù màu đen, so với âm khí xuất hiện ở địa mạch, thánh tuyền, màn sương đen này còn dày đặc hơn rất nhiều, hơn nữa còn ngưng kết thành khối, cũng không hề tiêu tan. Trong khoảng thời gian ở cùng với tiêu phàm này, cơ khinh xa gặp qua không ít âm quỷ, không nghi ngờ gì, đây chính là những con quỷ do ma cưu nuôi dưỡng. Tuy nhiên trong trước mắt, âm quỷ đã liền ngưng tụ thành hình, cứ như vậy lơ lửng trên đầu tượng Bạch Ngọc, pho tượng vốn đang sáng lấp lánh, dường như trong nháy mắt bị rút sạch tinh túy, lập tức liền trở nên đờ đẫn cứng nhắc, không có chút trí tuệ nào. Khoảnh khắc mặt ngoài, thánh tuyền, sôi trào lên, từng khối âm khí đặc sền sệt chen nhau lao về phía âm quỷ đang lơ lửng giữa không chung, chui vào trong cơ thể của nó. Thân thể của âm quỷ với tốc độ mắt thường có thể thấy được đầy đặn cứng dày lên, rất nhanh liền giống hệt như một thực thể bình thường. Ngũ quan có, vị trí đôi mắt thậm chí lóe ra ánh sáng màu đỏ, giống như sinh ra hai con mắt thật, hung hăng trừng thẳng một gã thanh niên trẻ tuổi đứng ngơ ngác dưới cột đá đối diện. Người thanh niên này, cơ khinh xa trước đây chưa từng gặp qua, hẳn không phải là nam tử thuần dương từ lạc già thành, mà là người ma cưu đã sớm chuẩn bị từ trước. Trong nháy bị ánh mắt với mắt tà khí rét cam cam của âm quỷ nhìn chừng chừng, người thanh niên vốn đang đờ đẫn, dường như bị sự ký bản quyền tê ý bản quyền mãnh liệt nào đó, mở choang mắt, vừa tiếp xúc với ánh mắt bốn phía tà khí của âm quỷ kia, trên mặt người thanh niên trẻ lập tức lộ ra sự hoảng sợ cực độ. Đi! Ma cưu đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, tay phải giơ lên, quát. Thân âm quỷ trên đầu pho tượng run lên, dường như đang dùng lực dẫy dụa thoát khỏi lực trói buộc nào đó. Lập tức bắn về phía người thanh niên trẻ tuổi, nhìn từ dáng người và tướng mạo của âm quỷ này, cũng là thân thể của người thanh niên. Ngay sau đó, âm quỷ đã liền nhào tới trên người người thanh niên trẻ, chỉ thấy âm quỷ vốn dày đặc như thực thể, bỗng nhiên trở nên như có như không khói đen cuồn cuộn không ngừng bốc lên nháy mắt đã vây kín người thanh niên trẻ xuyên thấu qua miệng mắt mũi lỗ tai cùng với da bên ngoài của anh ta rất nhanh thâm nhập vào trong thân thể người thanh niên trẻ a à, một tiếng rú vô cùng thảm thiết chợt vang lên người thanh niên trẻ hoàn toàn không có khả năng phản kháng chừng lớn đôi mắt biến thành đỏ như máu hai hàng máu loãng từ trong mắt anh ta chảy ra da mặt nhăn nhó thành hình dạng cực kỳ thống khổ một tiếng rú thảm thiết như thế này, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ trang viên, vang vọng rất lâu trong không trung rừng rậm. Tiêu phàm chợt dừng chân, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trang viên ma cứu cách đó không xa. Hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng phủ trên người, kéo dài bóng dáng cao lớn của hắn trên đường núi. Từ trong tiếng rú thảm này, tiêu phàm có thể tin tưởng cảm nhận được sự thống khổ và tuyệt vọng của người kia. Zino đi phía trước hắn, cũng đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn sang, nói nhỏ. Tiêu tiên sinh, chúng ta phải tăng thêm tốc độ mới được, mà cừu đã bắt đầu rồi. Theo chỉ thị của Đại Quốc Sư, Zino có trách nhiệm dẫn đường cho tiêu phàm. Maku chỉ là lệnh cho Zino như vậy, về phần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có tha cho y hay không, ông ta cũng không hứa hẹn gì. Zino cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, tranh thủ một tia hy vọng sinh tồn tối tăm cuối cùng. Cũng may, tiêu phàm dường như cũng không nghi ngờ, không chút do so dự theo y đến đây. Nhìn thấy được, tiêu phàm cực kỳ tin tưởng cấm chế trên người Zino, tin rằng y không dám lật lọng. Trên thực tế, cấm chế trên người y cũng quả thật chưa từng động, sau khi ma cưu điều tra qua, không có bất kỳ biểu hiện gì. Zino tuyệt không dám hỏi. Y biết, mỗi một câu nói của y hiện tại, đều có thể làm ma cưu tức giận, khiến cái mạng nhỏ của y nháy mắt tan thành cho bụi. Phương pháp bảo mạng tốt nhất, chính là ngậm miệng lại ngoan ngoãn làm theo lệnh của ông ta dù thế nào cũng không được nói nhiều xinô hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mà cưu tu luyện thiên quỷ hàng thành công tâm trạng vui vẻ sẽ bỏ qua cho y tội chết còn như có thể tháo cấm chế của tiêu phàm hay không y không tỉ mỉ nghĩ tới nếu cấm chế này ngay cả ma cưu cũng không giải được vậy đúng là y thật đáng chết không còn lời nào để nói đương nhiên nếu bản thân muốn sống vẫn còn một điều kiện tiên quyết chính là tiêu phàm phải chết. Về điểm này, dino thật sự rất có lòng tin. Bất kể nói như thế nào, lần này Ma Cưu đã chuẩn bị rất đầy đủ, tiêu phàm hoàn toàn không biết gì đối với việc này, còn tưởng rằng hết thảy đều đang tiến hành theo kế hoạch của hắn chứ. Lấy cố tình tính với không phòng bị, lại là ở trong sân nhà Ma Cưu. Ngoại trừ Ma Cưu không thể tự ra tay đối phó với tiêu phàm ra, thì đã chiếm toàn bộ những lợi thế tiên thủ khác, thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ giả sử như vậy vẫn không làm gì được người thanh niên từ nước hoa hạ nhìn dặm xa xôi đến này, đâu có lý đó được. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 540